Chào mừng quý bác sĩ đến tham dự buổi đào tạo y khoa liên tục trực tuyến với chủ đề các thách thức trong điều trị viêm gan siêu vi B hiện nay. Thì lời đầu tiên thay mặt cho công ty Relief Milan thì em xin chân thành cảm ơn quý đại biểu đã dành thời gian để tham dự buổi CME online. Và tham dự buổi CME online ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nguyên giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Báo cáo viên, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Và cùng toàn thể các bác sĩ đến từ các bệnh viện phòng khám trên toàn quốc. Thì tiếp theo em xin kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính có đôi lời phát biểu ạ. Xin chào tất cả các anh chị em, các bạn đồng nghiệp ở tại các đầu cầu. Rất vui mừng được gặp lại tất cả các anh chị em, những người quan tâm đến vấn đề điều trị viêm gan virus ở Việt Nam. Và rồi, trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta rất bận rộn với dịch COVID. Thế nhưng mà COVID thì dần dần chúng ta cũng sẽ cố gắng khống chế. Và đặc biệt đến hiện nay thì mặc dù số ca vẫn tăng lên hàng ngày do cái số hồi hương trở về và được cách ly tuyệt đối, cho nên là đã hơn 3 tháng chúng ta không có ghi nhận ca nào cho cộng đồng. Tuy nhiên thì trong cộng đồng vẫn cứ âm ỉ lan truyền viêm gan B và viêm gan C. Đấy, và việc điều trị cũng còn rất nhiều vấn đề thách thức. Và chúng ta biết rằng hiện nay trên thế giới thì khoảng hơn 2 tỷ người bị nhiễm viêm gan B, và trong đó có khoảng 280 triệu người bị viêm gan B mãn tính, cần được cái điều trị và theo dõi. Đặc biệt là những cái thách thức hiện nay trong cái bối cảnh mà nhiễm viêm gan virus B mạn xảy ra trên những phụ nữ có thai, thế rồi làm thế nào để theo dõi được cái vấn đề bùng phát viêm gan B trong quá trình điều trị và xử lý ra sao, thế rồi vấn đề điều trị cho những trường hợp bị thất bại điều trị như thế nào, thì đấy là những nội dung quan trọng trong ngày hôm nay mà chúng tôi cũng mời một chuyên gia là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền, thạc sĩ bác sĩ, là cái người mà đã phụ trách là cái trưởng phòng khám của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và đã tham gia điều trị hàng nghìn bệnh nhân bằng viêm gan B, và hôm nay thì sẽ chia sẻ cùng với anh chị em. Và trên cơ sở đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái thảo luận cùng với chuyên gia để giải đáp những cái thắc mắc hoặc là những cái khúc mắc, để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm sao chúng ta có thể tiếp cận để chẩn đoán và điều trị một cách hiệu quả hơn đối với trường hợp viêm gan B, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay chúng ta biết rằng khi đã viêm gan B quyết định điều trị thì gần như phải điều trị lâu dài, thế nhưng mà lúc nào thì có thể ngừng điều trị được. Thì với sự ra đời của cái hệ thống xét nghiệm HBCRAG thì hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và một số các bệnh viện đồng ngành khác thì cũng đã có cái test này, đúng không ạ? Để chúng ta có thể quyết định vấn đề tạm ngừng điều trị hay là theo dõi tiếp để nó diễn biến, dự báo được cái quá trình diễn biến thành xơ gan hoặc là ung thư gan. Thì đây là những vấn đề rất là mới thì chúng ta có thể ứng dụng để mà xử lý những cái thách thức trong vấn đề điều trị này, đúng không ạ? Thế thì sau đây để khỏi mất nhiều thời gian của các vị thì xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền sẽ chia sẻ những cái thách thức trong điều trị viêm gan virus B hiện nay và chuẩn bị cho đến ngày quốc tế phòng chống viêm gan 28 tháng 7 sắp tới, thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng sẽ triển khai một loạt các hoạt động. Bên cạnh cái việc mà tổ chức sàng lọc cho các cái bệnh nhân ở các địa phương thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cái tư vấn về vấn đề điều trị, và đặc biệt là ngày 28 tháng 7 thì tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ tổ chức cái meeting kỷ niệm ngày 28 tháng 7 ngày quốc tế vừa phòng chống viêm gan với sự góp mặt của các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, của Bộ Y tế và các cái chuyên gia của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Và chúng tôi cũng sẽ phối hợp tổ chức một loạt các webinar về cái vấn đề xử lý viêm gan B và C trong cái gọi là tháng hành động vì viêm gan này. Thế và như vậy thì chúng tôi sẽ có một series các webinar về vấn đề này. Mong các anh chị em đã quan tâm thì chúng ta cùng tham dự đầy đủ. Và sau các cái cuộc tập huấn webinar như thế này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức cấp cái chứng chỉ CME để cho các anh em cũng đảm bảo được cái quy định của luật khám chữa bệnh này, để chúng ta hỗ trợ cho cái việc mà thực hiện cái chứng chỉ hành nghề. Vì sắp tới thì luật khám chữa bệnh cũng sẽ thay đổi. Và cái chứng chỉ hành nghề rất là một cái rất là thiết yếu cho các anh chị em làm lâm sàng. Thì theo quy định hiện nay thì một năm thì chúng ta phải có ít nhất 48 giờ
CME. Thì như vậy thì mình duy trì cái thẻ, cái chứng chỉ hành nghề đó. À, bây giờ xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền sẽ trình bày. À. Dạ vâng ạ, em xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính. Em xin được trình bày các thách thức trong điều trị viêm gan virus B mạn hiện nay. Thế thì thực tế thì trên lâm sàng các bác sĩ sẽ gặp một số thách thức. Thứ nhất là một số khó khăn khi sàng lọc người bệnh. Và thứ hai là trong một số trường hợp, là điều trị một số trường hợp đặc biệt thì các bác sĩ cũng sẽ gặp khó khăn. Thì thứ nhất là em xin đi vào trình bày là một số khó khăn khi sàng lọc người bệnh. Thì chúng ta biết rằng là theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2015 thì Việt Nam mình có khoảng 7 triệu 8 người nhiễm viêm gan B. Tuy nhiên cái số mà được chuẩn đoán viêm gan B hiện tại thì hiện nay chỉ có khoảng 1 triệu 3 người được chuẩn đoán. Như vậy chúng ta có một số lượng khổng lồ những người mắc viêm gan B mà hoàn toàn không được chuẩn đoán và điều trị. Năm 2019 thì Bộ Y tế có ra một cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan virus B mới thay thế cho năm 2014. Và như các bạn biết thì hướng dẫn này đã thay đổi rất nhiều về tiêu chuẩn điều trị, thuốc điều trị, thời gian điều trị, theo dõi điều trị và những chi tiết khác trong hướng dẫn này. Thế thì đối với cả Bộ Y tế thì đưa ra chuẩn đoán viêm gan B cấp và mạn. Thế thì viêm gan B cấp được chuẩn đoán là nhiễm HBs AG dưới 6 tháng. Và quan trọng là có cái marker anti-HBC nhỏ IgM dương tính. HBs AG có thể dương hoặc âm. Thế còn nhiễm viêm gan B mạn thì được chuẩn đoán là nhiễm HBs AG trên 6 tháng hoặc có tải lượng virus HBV DNA trên 6 tháng. Tại sao lại Bộ Y tế lại đưa ra tiêu chuẩn có đếm virus trên 6 tháng này? Bởi vì thực tế thì trên lâm sàng các anh chị sẽ gặp một số trường hợp bệnh nhân của chúng ta không giữ được kết quả HBs AG mà bệnh nhân chỉ có giữ được kết quả đếm virus. Thế mà nếu như chúng ta đưa ra tiêu chuẩn là nhiễm HBs trên 6 tháng thì về mặt câu chữ chúng ta sẽ bị bảo hiểm y tế xuất toán nếu như chúng ta không trình được cái xét nghiệm HBs AG của bệnh nhân ra. Thành ra là lúc đấy thì bệnh nhân lại chỉ có đếm tải lượng virus. Thành ra là Bộ Y tế thêm cái tiêu chuẩn này vào để giúp cho các anh chị khi thực hành lâm sàng không bị xuất toán bảo hiểm y tế. Và một trường hợp nữa là HBs AG dương tính và anti-HBC nhỏ IgM âm tính. Khi đưa ra tiêu chuẩn này thì một số anh chị sẽ nói rằng chưa đủ. Bởi vì một số trường hợp HBs AG dương tính, anti-HBC nhỏ IgM dương tính thì là đợt cấp của viêm gan B mạn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì như thế nó cũng rất khó cho các tuyến tỉnh vì không phải lúc nào các anh chị cũng đủ các kỹ thuật để chẩn đoán viêm gan B mạn. Thành ra đưa ra những cái tiêu chuẩn nó đơn giản thôi để giúp cho các anh chị dễ dàng trình gọi là giải trình với bảo hiểm y tế. Thế thì một số tình huống khó trên lâm sàng anh chị sẽ gặp phải. Thứ nhất, các anh chị sẽ gặp phải một số trường hợp là khi mà trả kết quả thì bệnh nhân có kết quả là HBs AG dương tính yếu, HBs AG dương tính yếu và đề nghị kiểm tra lại sau một tháng. Một tháng sau các anh chị hẹn gặp lại bệnh nhân và bệnh nhân vẫn cứ có kết quả là HBs AG dương tính yếu và đề nghị kiểm tra lại sau một tháng, đúng không ạ? Và có khi một năm chờ các anh chị kiểm tra cho bệnh nhân vẫn ở trong tình trạng HBs AG dương tính yếu. Một số trường hợp thì các anh chị sẽ gặp là HBs AG lúc thì dương tính ở cơ sở này nhưng sang cơ sở khác thì âm tính hoặc ngược lại. Và một số trường hợp các anh chị cũng có thể gặp là HBs AG dương tính nhưng kháng thể cũng có, anti-HBs dương tính thậm chí có thể trên 1.000. Và một số trường hợp người bệnh đã từng được khẳng định là HBs AG âm tính và bệnh nhân đi tiêm phòng và sau khi tiêm phòng xong xét nghiệm lại HBs AG lại dương tính. Đấy là những tình huống các anh chị gặp trên lâm sàng và các anh chị sẽ không hiểu là bệnh nhân của mình có bị viêm gan B hay không, đúng không? Thế thực tế thì do điều kiện kinh tế của Việt Nam không được như các nước phát triển, thành ra chúng ta sẽ lấy HBs AG là cái marker để sàng lọc trên lâm sàng. Nhưng thực tế thì một mình cái marker HBs AG để sàng lọc là chưa đủ để chẩn đoán người bệnh có bị nhiễm viêm gan B hay không. Mà chúng ta bắt buộc phải đủ 3 marker. Thứ nhất là HBs AG, thứ hai là anti-HBs và thứ ba là anti-HB co, gọi là anti-HBC nhỏ đấy ạ. Và anti-HB co thì thực tế thì nó sẽ có hai thành phần là anti-HB co IgM, tức là xuất hiện trong đợt cấp hoặc là viêm gan B cấp, và một cái nữa là anti-HB co IgG hoặc là total. Thế thì đây là một cái diễn biến marker viêm gan B đối với trường hợp mà viêm gan B cấp. Thì ở đây chỉ giải thích tại sao là có một số trường hợp các anh chị sẽ thấy là HBs AG âm tính
anti-HBCO IgM dương tính mà vẫn là viêm gan B cấp, ví dụ như cắt ở tuần thai, cắt ở tuần thứ 24 sau khi bệnh nhân phơi nhiễm với cả virus. Thì các anh chị thấy ở tuần thứ 24 này thì HBs AG đã được đào thải rồi, nhưng lúc đấy thì vẫn còn cái anti-HBCO IgM. Thế như vậy lúc này các anh chị mà xét nghiệm cho người bệnh thì HBs AG sẽ âm tính và anti-HBCO IgM sẽ dương tính, và trường hợp này vẫn là viêm gan B cấp mặc dù là HBs AG âm tính. Thế thì nếu như các anh chị, một bệnh nhân đến mà các anh chị xét nghiệm cả ba xét nghiệm này, HBs AG âm tính, anti-HBCO âm tính và anti-HBs âm tính, trường hợp này có nghĩa là người bệnh hoàn toàn không hề có một chút gì gọi là phơi nhiễm hay từng tiếp xúc hay là vướng mắc gì với viêm gan B cả, và người bệnh này cũng hoàn toàn chưa có tiêm phòng viêm gan B, và bệnh nhân này là trường hợp dễ bị nhiễm, tức là dễ có khả năng khi mà có phơi nhiễm viêm gan B là người bệnh dễ bị nhiễm bệnh. Đây là trường hợp mà là một người bệnh mà hoàn toàn không có một chút gì dấu ấn gì của viêm gan B trong cơ thể. Trường hợp thứ hai các anh chị sẽ gặp là HBs AG âm tính, anti-HBCO dương tính và anti-HBs dương tính. Trường hợp này là người bệnh đã từng phơi nhiễm với viêm gan B trong quá khứ và bệnh nhân khỏi bệnh, đã có miễn dịch do nhiễm tự nhiên. Đây là trường hợp mà có được kháng thể viêm gan B, có được nhiễm tự nhiên. Các anh chị về thử xét nghiệm của mình. Nếu anh chị nào mà có anti-HBCO dương tính, tức là trong quá khứ mình đã từng nhiễm viêm gan B và mình có được miễn dịch do mình nhiễm tự nhiên. Thế còn trường hợp mà HBs AG âm tính, anti-HBCO âm tính, anti-HBs dương tính, đây là trường hợp bệnh nhân có được miễn dịch do tiêm phòng. Trường hợp này là người bệnh hoàn toàn chưa hề có tiếp xúc gì với viêm gan B trước đấy và bệnh nhân có được là do tiêm phòng. Một trường hợp nữa các anh chị sẽ gặp là HBs AG dương tính hoặc âm, anti-HBCO IgM dương tính, anti-HBCO total dương tính và anti-HBs âm tính. Thì trường hợp này đây là chính là trường hợp nhiễm cấp. Và một trường hợp nữa là HBs AG dương tính, anti-HBCO IgM âm tính, anti-HBCO total dương tính, anti-HBs âm tính. Đây là trường hợp người bệnh bị viêm gan B và là nhiễm mạn rồi ạ. Và một trường hợp cuối cùng, đây là trường hợp khó nhất ạ. HBs AG âm tính, anti-HBCO dương tính và bệnh nhân hoàn toàn không có kháng thể. Thế thì cái anti-HBCO dương tính này nó có nghĩa là bệnh nhân đã từng tiếp xúc với viêm gan B trong quá khứ nhưng bệnh nhân hoàn toàn không có kháng thể. Như vậy bệnh nhân sẽ có 4 khả năng sau. Thứ nhất là bệnh nhân đã nhiễm và đã hồi phục. Đây là trường hợp gặp nhất. Tuy nhiên bệnh nhân hoàn toàn không có được kháng thể để bảo vệ cơ thể. Và trường hợp này đi tiêm phòng cũng rất là khó. Rất khó có được để có được kháng thể. Và cái anti-HBCO này nó như một cái dấu ấn trong cơ thể của bệnh nhân. Và sau này khi bệnh nhân về già hoặc bệnh nhân bị một bệnh ung thư nào đó mà cần phải dùng các thuốc ức chế miễn dịch, ví dụ như là corticoid hoặc là một số hóa chất để điều trị ung thư, thì cái anti-HBCO này nó sẽ nhân lên và nó và virus có thể sẽ sinh sôi và lúc đấy HBs AG sẽ chuyển đảo từ âm tính thành dương tính. Đây là một số trường hợp mà các anh chị sẽ thấy là bệnh nhân của mình hoàn toàn trước đây không hề bị viêm gan B nhưng đến khi sau một liệu trình điều trị hóa chất ung thư thì bệnh nhân tự nhiên bị viêm gan B và bị một đợt suy gan cấp. Thế là chính trường hợp này. Một trường hợp nữa đến là anti-HBCO dương tính giả. Nếu mà anti-HBCO dương tính giả có nghĩa là người bệnh này do kỹ thuật xét nghiệm thôi ạ. Thì có nghĩa là người bệnh này hoàn toàn chưa bị và không hề có một tí kháng thể hay không hề có. Thì bệnh nhân này quay lại trường hợp như trường hợp đầu ấy, dễ bị nhiễm. Và một trường hợp nữa là nhiễm mạn tính, tức là với mức độ thấp. Trên lâm sàng mình hay gọi là viêm gan B thể ẩn. Các anh chị có thể không gặp như ở viện nhiệt đới đã gặp rất nhiều những trường hợp mà bệnh nhân bị viêm gan B nhưng HBs AG âm tính. Đếm tải lượng virus, HBs AG âm tính nhưng mà bệnh nhân có xơ gan. Và bác sĩ xét nghiệm thấy anti-HBCO dương tính và bác sĩ đã cho đếm virus. Và đếm virus lúc nào virus của bệnh nhân cũng ở mức rất là thấp, khoảng 10 mũ 2, 10 mũ 3. Và bệnh nhân này là trường hợp viêm gan B thể ẩn. Tức là bị viêm gan B nhưng HBs AG là âm tính. Và trường hợp này chiếm khoảng tỷ lệ 1% trong số những trường hợp bị viêm gan B mạn. Thế trường hợp này là rất khó, không phải nơi nào cũng chẩn đoán được. Nhưng các anh chị có thể chẩn đoán được nếu như anh chị làm đủ bộ bã xét nghiệm này. Và một trường hợp nữa đấy là nhiễm cấp đã hồi phục. Đấy thì cái trường hợp cuối này là trường hợp rất khó mà đôi khi các anh chị sẽ ngạc nhiên và có thể một trong các anh chị sẽ gặp phải những trường hợp này, nhất là khi về già chúng ta bởi vì chúng ta phải biết bản chất của viêm gan B là chui vào trong tế bào gan của người và sau đó tích hợp vào gen của tế bào người và cái dấu ấn này nó sẽ là một cái vết để sau này nó sẽ là cơ hội để cho người bệnh có thể bị bùng phát viêm gan B bất cứ lúc nào. Thế thành ra là Bộ Y tế mới đưa ra những cái chẩn đoán như thế. Có thể nhiều anh chị sẽ phản biện là cái chẩn đoán này nó chưa đúng lắm.
thực ra nó không phải không đúng, nó rất đúng nhưng nó chưa đủ thôi. Còn chủ yếu là giúp để các anh chị tuyến dưới, đặc biệt là tuyến tỉnh, tuyến huyện có thể làm việc dễ dàng, dễ giải trình bảo hiểm y tế mà không bị sốt toán bởi bảo hiểm y tế. Thế thì đối với viêm gan B cấp thì chúng ta sẽ xét nghiệm lại HBsAg và anti-HBs tại thời điểm tuần thứ 12 và tuần thứ 24 của người bệnh để xem khả năng hồi phục của người bệnh. Và nếu như mình sẽ gọi là viêm gan B cấp hồi phục nếu như người bệnh mất HBsAg sau 6 tháng và chúng ta tư vấn nếu như anti-HBs của người bệnh dưới 10 đơn vị quốc tế trên lít. Và nếu HBsAg của người bệnh tồn tại trên 6 tháng thì đây là bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn. Như vậy rút ra là gì? HBsAg chưa đủ để khẳng định là người bệnh có nhiễm viêm gan B hay không. Như vậy việc của các bác sĩ ở phòng lab, tức là ở labo ấy, họ chỉ trả lời cho chúng ta là âm tính hoặc dương tính, hoặc là dương tính yếu thôi. Còn việc khẳng định người bệnh có bị viêm gan B hay không là các bác sĩ lâm sàng chúng ta. Và chúng ta muốn chuẩn đoán người bệnh có bị nhiễm viêm gan B hay không, chúng ta cần phải dựa vào tiền sử của người bệnh, dựa vào lâm sàng và dựa vào các marker khác. Trong đó hai marker quan trọng đấy là anti-HB score và anti-HBs. Một số thách thức nữa các anh chị sẽ gặp đấy là các anh chị sẽ điều trị viêm gan B ở các trường hợp đặc biệt, không phải là các trường hợp thông thường. Thế thì xin được nhắc lại một chút là tại sao chúng ta phải điều trị viêm gan B. Chúng ta biết rằng là liệu trình điều trị viêm gan B sẽ ức chế lâu dài sự sao chép của virus viêm gan B và dẫn đến là cải thiện chất lượng sống, ngăn ngừa tiến triển xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan. Ngoài ra, việc điều trị sẽ giúp dự phòng lây truyền viêm gan B cho cộng đồng, bao gồm dự truyền lây truyền mẹ con. Và một cái nữa là dự phòng đợt bùng phát của viêm gan B. Ở đây cái mục thứ 4 ấy đưa ra là đối với các trường hợp anti-HB core đấy ạ, dương tính đấy ạ, là sau này khi bị ung thư mà điều trị hóa chất là có thể bị bùng phát viêm gan B. Và cái điều trị này giúp cho các bệnh nhân đấy có thể sống sót sau một đợt điều trị hóa chất. Thế thì trong hướng dẫn 2019 của Bộ Y tế, các anh chị nghe rất nhiều rồi và đọc rất nhiều rồi thì nhưng mà rút lại thì chúng ta sẽ có 4 trường hợp chúng ta cần phải điều trị. Thứ nhất là người bệnh xơ gan. Thứ hai là người bệnh không xơ gan nhưng có tổn thương tế bào gan và virus tăng sinh. Thứ tư là người bệnh có nguy cơ cao tiến triển đến xơ gan. Thứ ba, tiến triển đến xơ gan và ung thư gan hoặc suy gan. Và cuối cùng là những người bệnh cần phải điều trị dự phòng. Đây là 4 trường hợp chúng ta sẽ phải điều trị. Như vậy, trước một bệnh nhân viêm gan B thì chúng ta không nên quan tâm đến men gan trước hoặc là liên quan đến quan tâm đến virus trước, mà chúng ta điều đầu tiên chúng ta quan tâm đấy là gì ạ? Người bệnh đã xơ gan hay chưa? Bởi vì nếu như người bệnh đã xơ gan rồi, dù còn bù hay mất bù thì chúng ta sẽ điều trị cho người bệnh ngay, mặc dù là virus không cao và nồng độ men gan có thể không cao. Như vậy đối với trường hợp xơ gan chúng ta sẽ điều trị nếu như người bệnh có HB có đếm virus dương tính, bất kể nồng độ men gan và tình trạng HBAG. Như vậy trước một tình trạng viêm gan B mạn chúng ta phải quan tâm xem người bệnh có xơ gan hay không. Vậy xơ gan các anh chị sẽ chẩn đoán bằng gì? Chúng ta sẽ chẩn đoán dựa vào triệu chứng lâm sàng hoặc chúng ta sẽ chẩn đoán dựa vào độ xơ hóa gan. Cứ xơ hóa gan trên F4 thì được coi là xơ gan. Ví dụ như các anh chị đo độ xơ gan bằng FibroScan trên 11 thì được coi là xơ gan. Hoặc các anh chị tính chỉ số APRI trên 2 thì được coi là xơ gan. Thế còn đối với trường hợp người bệnh không xơ gan nhưng có tổn thương tế bào gan và virus tăng sinh thì đấy là chính là trường hợp mà tổn thương tế bào gan thì thể hiện bằng là tăng men gan gấp đôi đấy ạ. Còn virus tăng sinh thì là đếm virus trên 10 mũ 5 đối với HBeAg dương và trên 10 mũ 4 đối với HBeAg âm. Thế như thế nào thì được coi là xơ hóa gan? Đo độ xơ hóa gan trên 2 thì được coi là xơ hóa gan. Như vậy nếu các anh chị mà đo FibroScan trên 7 thì được coi là xơ hóa gan rồi ạ, hoặc áp vi tính trên 0,5 thì được coi là xơ hóa gan. Chúng ta sẽ áp dụng cái xơ hóa gan này nếu như men gan của người bệnh bình thường. Thế còn men gan mà tăng gấp đôi thì chúng ta không cần phải áp dụng cái xơ hóa gan nữa. Và men gan ở đây Bộ Y tế lấy tiêu chuẩn nam là 35 và nữ là 25. Như vậy bây giờ nữ chỉ cần trên 50 thôi ạ. Men gan ấy, ALT trên 50 là đã đủ tiêu chuẩn để điều trị đối với về mặt men gan. Cộng thêm tiêu chuẩn virus nữa là mặc dù không xơ gan thì người nữ giới đấy vẫn đã được điều trị rồi. Và các người bệnh mà không bị xơ gan, không đạt tiêu chuẩn trên nhưng có nguy cơ cao tiến triển đến xơ gan, ung thư gan hoặc suy gan thì sẽ phải điều trị. Đấy là các trường hợp thứ nhất là trên 30 tuổi, mức men gan tăng hơn bình thường, kéo dài, được ghi nhận ít nhất 3 lần trong khoảng từ 24 đến 48 tuần và tải lượng virus trên 20.000 đơn vị quốc tế trên ml bất kể tình trạng HBeAg. Lấy ví dụ như một người nữ giới 31 tuổi, men gan của cô ấy là 29 ở đơn vị trên lít mà kéo dài trong vòng 1 năm và tải lượng virus của cô trên 20.000 đơn vị quốc tế trên ml
Nếu như trước đây là trường hợp gì ạ? Dung nạp miễn dịch chúng ta không phải điều trị đúng không ạ? Nhưng nếu bây giờ theo như tiêu chuẩn này thì chúng ta đã phải điều trị cho người bệnh rồi. Và thứ hai là người bệnh, gia đình người bệnh có người bị ung thư gan hoặc xơ gan thì chúng ta cũng sẽ điều trị. Và một trường hợp nữa đấy là người bệnh bị viêm gan B nhưng có thêm biểu hiện ngoài gan như viêm cầu thận, viêm đa khớp, bị cryoglobulin máu hoặc viêm đa nút động mạch thì chúng ta cũng sẽ điều trị. Và một trường hợp nữa đấy là người bệnh tái phát sau khi ngừng thuốc điều trị kháng virus viêm gan B thì lúc đấy chúng ta không cần tiêu chuẩn gì hết. Chỉ cần người bệnh tái phát thôi thì chúng ta sẽ điều trị lại cho người bệnh. Thế thì đối với người bệnh cần điều trị dự phòng, đấy là hai trường hợp, đấy là dự phòng viêm gan B tái hoạt và thứ hai là dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Thì tí nữa sẽ nói kỹ hơn về hai trường hợp này. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị viêm gan B bằng thuốc gì? Thì chúng ta cũng biết rồi, Bộ Y tế sẽ khởi đầu bằng entecavir hoặc là tenofovir. Tenofovir thì có hai thuốc, đấy là TAF và TDF. Còn PEG interferon thì hiện tại là trong phác đồ của Bộ Y tế vẫn là thuốc hàng đầu. Tuy nhiên thì chúng ta hiện tại trên thị trường chúng ta không còn thuốc này. Thế còn các thuốc như là adefovir, lamivudin, tenbuvidin thì hiện tại là dễ kháng thuốc và đã được bỏ trong guideline rồi ạ. Thế thì tôi sẽ nói về thứ nhất về trường hợp thất bại điều trị. Thế thì như thế nào được gọi là thất bại điều trị? Thì có 3 tiêu chuẩn để chúng ta nói về vấn đề là thất bại điều trị Bộ Y tế đưa ra. Thứ nhất là trường hợp là không đáp ứng virus ban đầu. Thứ hai là đáp ứng virus một phần. Và thứ hai là đáp ứng virus một phần. Và thứ ba là bùng phát virus. Thế thì không đáp ứng virus ban đầu được định nghĩa là gì? Là tải lượng virus giảm dưới 10 lần sau 12 tuần điều trị thuốc kháng virus. Và thường có liên quan đến việc người bệnh không tuân thủ điều trị. Tôi lấy ví dụ như người bệnh trước điều trị, người tải lượng virus của người bệnh là 9.4 × 10^5 chẳng hạn. Sau điều trị 12 tuần, virus của người bệnh giảm xuống chỉ còn 1.2 × 10^5 thì trường hợp này cũng gọi là không đáp ứng virus ban đầu, mặc dù virus có giảm nhưng được coi là không đáp ứng virus ban đầu và đây là một trong những tiêu chuẩn để kết luận là người bệnh thất bại điều trị. Thứ hai là trường hợp đáp ứng virus một phần, tức là người bệnh sẽ tải lượng virus giảm trên 10 lần nhưng mà trên ngưỡng sau ít nhất 48 tuần điều trị, có nghĩa anh chị điều trị cho bệnh nhân sau 2 năm mà virus của bệnh nhân vẫn còn trên ngưỡng thì được coi là đáp ứng virus một phần. 2 năm ạ. 48 tuần là 48 tuần là 1 năm. Vâng, em xin lỗi, em nhầm. Và một trường hợp nữa là bùng phát virus. Bùng phát virus được định nghĩa là tăng HBV DNA trên 10 lần so với trị số thấp nhất trong quá trình điều trị, hoặc HBV DNA trên 100 đơn vị quốc tế trên minute sau đáp ứng virus, sau khi đáp ứng virus đạt mức dưới ngưỡng phát hiện. Có nghĩa là sau khi các anh chị điều trị rồi, người bệnh đã đạt được ở mức dưới ngưỡng phát hiện rồi, mà sau đó thì cái tải lượng virus vẫn trên 100 đơn vị trên minute thì được gọi là bùng phát virus. Thế thì khi mà chúng ta kết luận là người bệnh có thất bại điều trị hay không thì chúng ta phải xem lại hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta phải xem là người bệnh có tuân thủ điều trị hay không. Một số người bệnh trong quá trình điều trị bùng phát virus do người bệnh bỏ thuốc hoặc người bệnh nói dối bác sĩ để đi uống thuốc nam thì trường hợp đấy không gọi là thất bại điều trị. Mà thất bại điều trị chỉ được coi nếu như người bệnh uống thuốc đều, ngày nào cũng một viên thuốc, không bỏ một ngày nào mà virus vẫn cao thì mới gọi là thất bại điều trị. Như vậy việc đầu tiên các anh chị phải xem lại đấy là việc đánh giá tuân thủ điều trị của người bệnh. Và thứ hai là chúng ta phải xem xét lại cái phương pháp đo tải lượng đếm virus của chúng ta để kiểm tra lại trước khi kết luận thất bại điều trị, bởi vì một số cái phương pháp đo tải lượng virus không được chuẩn, hoặc là đôi khi chúng ta dùng máy này hơn chúng ta dùng máy nọ thì đôi khi là cái đếm virus nó lúc thì nó lên lúc thì nó xuống, và cái đấy là do lỗi của máy chứ không phải do lỗi của người bệnh, hoặc cũng không phải do thất bại điều trị. Và một cái nữa chúng ta phải xem xét ở Việt Nam đấy là chất lượng thuốc kháng virus. Chất lượng thuốc kháng virus ở Việt Nam thì nó rất nhiều, có thuốc thì từ Ấn Độ, có thuốc thì từ ở Việt Nam, có thuốc thì từ Trung Quốc. Và những thuốc đấy thì chúng ta thấy là thuốc thì rất là nhiều và giá thì cũng có những thuốc chỉ có 84.000 một hộp phải không ạ? Thì cái chất lượng thuốc nó cũng rất quan trọng để trước khi chúng ta đánh giá xem người bệnh có đúng là thất bại điều trị hay không. Và việc khi chúng ta khẳng định là người bệnh đúng là thất bại điều trị thì chúng ta có thể thay đổi thuốc hoặc phối hợp thuốc và không nên là kéo dài quá 4 tuần. Tức là cái việc chúng ta đánh giá xem người bệnh có thất bại điều trị hay không thì không được quá 4 tuần. Và nếu có điều kiện thì chúng ta nên xác định virus đột biến kháng thuốc bằng giải trình tự gen để có hướng xử trí phù hợp. Thì cái xét nghiệm này thì hiện tại thì làm được ở một số nơi, ví dụ như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là hoàn toàn làm được cái xét nghiệm này. Thế thì đây là hướng dẫn của Hiệp hội Gan Mật Châu Âu năm 2017 là chúng ta đánh giá thất bại điều trị thì chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đếm virus đủ tốt và đảm bảo độ tin cậy.
Vậy xử trí thất bại điều trị là gì? Đầu tiên chúng ta cần phải tư vấn tuân thủ điều trị cho người bệnh. Chúng ta không chắc người bệnh có thực sự là giấu chúng ta để uống thuốc nam hay không thì chúng ta cứ tư vấn lại về vấn đề tuân thủ điều trị. Và thứ hai là chúng ta chỉ thay đổi thuốc kháng virus sau khi xác định đã có thất bại điều trị. Và chúng ta thay đổi thuốc chỉ áp dụng cho các trường hợp mà điều trị thuốc kháng virus không đáp ứng ban đầu hoặc bùng phát virus. Như vậy chúng ta thấy là có 3 tiêu chuẩn mà Bộ Y tế đưa ra là bùng phát virus, đáp ứng virus một phần và không đáp ứng virus ban đầu. Thì chúng ta chỉ thay đổi thuốc đối với trường hợp là không đáp ứng virus ban đầu và bùng phát virus thôi. Còn trường hợp đáp ứng virus một phần thì chúng ta không cần thay đổi thuốc mà chúng ta chỉ cần tư vấn lại tuân thủ điều trị thôi. Bởi vì một số trường hợp là vẫn chấp nhận là người bệnh điều trị lâu dài và tải lượng virus dưới 3 sau trên 10 mũ 3 trong một thời gian dài. Vậy xử trí thất bại điều trị là gì? Là chúng ta nguyên tắc thay đổi thuốc là chúng ta đổi thuốc có hoạt lực mạnh hơn hoặc thuốc khác nhóm đối với tenofovir hoặc entecavir, hoặc chúng ta chỉ phối hợp thuốc khi mà có bằng chứng không có sự kháng chéo. Thì ở đây có bộ có bảng, thì các anh chị thấy ví dụ như kháng với lambdopyrin thì chúng ta đổi sang tenofovir, kháng entecavir thì chúng ta đổi sang tenofovir, kháng tenofovir thì chúng ta đổi sang entecavir. Còn trường hợp đa kháng thì khuyến khích là chúng ta nên phối hợp với tenofovir và entecavir. Thế thì đây là bảng để chúng ta biết là chúng ta khi nào chúng ta chọn entecavir, khi nào chúng ta chọn TTIF và khi nào chúng ta chọn TDF. Thế thì các anh chị chỉ nhớ giúp em là cái TAF ấy ạ, cái hàm lượng là 25mg trên ngày ạ. Đây là thuốc chuyển hóa qua gan. Thành ra là nó sẽ sử dụng được cho trường hợp suy thận nhưng lại không sử dụng được cho trường hợp sơ gan mất bù. Các anh chị cố gắng nhớ giúp em như thế ạ. Thế còn entecavir và TDF thì đây là hai thuốc chuyển hóa qua thận. Cho nên là sẽ không dùng được cho bệnh nhân suy thận hoặc phải giảm liều trong trường hợp suy thận nhưng mà sẽ sử dụng được trong trường hợp sơ gan mất bù. Và đối với entecavir trong sơ gan mất bù chúng ta có thể sử dụng 2 viên một ngày, tức là liều 1mg trên ngày. Còn TDF thì chúng ta sẽ sử dụng với liều là 1 viên thôi ạ, 300mg trên ngày. Và trẻ em thì có thể dùng entecavir, trẻ em trên 2 tuổi có thể dùng entecavir. Còn trẻ em trên 12 tuổi mới dùng được TDF và TAF. Thế đối với phụ nữ có thai thì chúng ta làm thế nào? Đây là một thách thức mà các anh chị cũng có thể hay gặp. Chúng ta biết rằng là ở Việt Nam chúng ta phần lớn nhiễm viêm gan B là do lây truyền dọc từ mẹ sang con. Và sự lưu hành viêm gan B cao trong nhóm phụ nữ mang thai sẽ ảnh hưởng đến sự lưu hành viêm gan B trong cộng đồng nói chung, đặc biệt là trong nhóm trẻ em nói riêng. Thế thì lây truyền từ mẹ sang con, đây là đường lây truyền phổ biến nhất tại Việt Nam. Và nếu như không tiêm phòng sau khi sinh thì 90% trẻ sơ sinh sẽ bị mắc viêm gan B mãn tính. Thì đối với trường hợp mà người mẹ có cả HBsAg dương tính và HBeAg dương tính thì cái tỷ lệ lây cho con rất là cao, có thể lên đến 70-90%. Còn nếu mẹ mà không có chỉ có HBeAg dương tính thôi mà HBeAg âm tính thì tỷ lệ lây sẽ là từ 5-10%. Và quan trọng nhất là cái tải lượng virus cao trong máu mẹ sẽ làm cái tỷ lệ nhiễm viêm gan B ở con cao, mặc dù là em bé đã được tiêm phòng vaccine và tiêm huyết thanh kháng viêm gan B. Việc tiêm phòng vaccine và tiêm kháng huyết thanh sẽ không đủ để bảo vệ em bé nếu như tải lượng virus trong máu của mẹ cao. Như vậy, chiến lược của Bộ Y tế là gì? Tất cả phụ nữ có thai cần được làm xét nghiệm viêm gan B thường quy. Đấy là xét nghiệm HBsAg. Và mọi em bé sinh ra trên đất nước Việt Nam này không biết mẹ có bị viêm gan B không, đều phải được tiêm phòng vaccine viêm gan B ngay khi chào đời trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Đây là cái lưu đồ mà các anh chị nhìn thấy dễ dàng thấy cái việc dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Tất cả phụ nữ mang thai đến đều được sàng lọc HBsAg và sau đó được khám định kỳ. Nếu như mẹ mà mang thai ở tuần thai thứ 24 đến 28 thì bác sĩ sẽ đếm virus là HBV DNA. Nếu trên 10 mũ 6 thì lúc đấy bà mẹ sẽ được uống dự phòng lây truyền từ mẹ sang con bằng TDF 300mg trên ngày từ tuần thai thứ 24 hoặc 28 cũng được, cho đến sau sinh 12 tuần. Đây là bước thứ nhất ạ, bước áp dụng đối với người mẹ sẽ uống thuốc. Bước thứ hai là em bé sinh ra trong vòng 24 giờ đầu sẽ được tiêm vaccine. Và bước thứ ba là em bé sinh ra trong vòng 24 giờ đầu sẽ được tiêm huyết thanh.
Đây là 3 bước để giúp cho bảo vệ một em bé không bị viêm gan B từ người mẹ của mình. Thế thì đối với phụ nữ mang thai mà đến khám chúng ta mà có HBsAg dương tính và chưa điều trị thuốc kháng virus, thì khi đến khám chúng ta cần phải đánh giá xem người phụ nữ này đã đủ tiêu chuẩn để điều trị viêm gan B hay chưa. Nếu mà người phụ nữ này có tăng men gan, có virus cao, đủ tiêu chuẩn để điều trị virus thì chúng ta điều trị ngay ở tuần thai, khi mà người bệnh đến khám có thể tuần thai thứ 8 hoặc tuần thai thứ 9 được, ngay ở tháng đầu của thai kỳ cũng được, và chúng ta sẽ điều trị bằng TDF 300mg trên ngày. Thế còn nếu người bệnh mà không có tăng men gan, không đủ tiêu chuẩn để điều trị viêm gan B mạn thì lúc đấy chúng ta sẽ theo dõi và điều trị dự phòng lây nhiễm viêm gan B từ mẹ sang con cho người thai phụ này. Thế còn đối với phụ nữ mà đang điều trị viêm gan B mạn mà mong muốn có thai, thì nếu như người bệnh mà đang điều trị thuốc không phải TDF thì chúng ta chuyển sang TDF trước khi dự kiến có thai ít nhất là 2 tháng. Còn đối với phụ nữ mà mới phát hiện có thai trong khi quá trị, tức là người bệnh đang bị viêm gan B rồi, đang điều trị thuốc kháng virus rồi thì tự nhiên phát hiện ra có thai, thì nếu như là người bệnh mà đang điều trị TDF thì chúng ta bảo người bệnh tiếp tục điều trị. Còn nếu không phải TDF thì chúng ta chuyển sang TDF cho người phụ nữ. Thế còn đối với em bé thì sẽ được tiêm vaccine viêm gan B liều sau sinh cho tất cả trẻ em theo chương trình mở rộng. Và trẻ mà sinh ra từ mẹ có HBsAg dương tính thì phải tiêm viêm gan B, vaccine viêm gan B và tiêm huyết thanh viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Chúng ta có thể tiêm cùng thời điểm nhưng ở hai vị trí khác nhau. Và sau đó thì chúng ta tiêm đầy đủ các mũi vaccine viêm gan B khác cho trẻ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Thế còn đối với phụ nữ mà có thai mà không đủ đủ tiêu chuẩn điều trị bệnh nhưng có đủ tiêu chuẩn để điều trị dự phòng, mà chúng ta sẽ điều trị từ tuần thai thứ 24 ấy, thì chúng ta sẽ điều trị nếu như người phụ nữ có tải lượng virus trên 200.000 đơn vị quốc tế trên ml, hoặc là đối với đơn vị bản sao sẽ là 10 mũ 6, hoặc là chúng ta không đếm được virus, chúng ta định lượng được HBsAg thì trên 10 mũ 4 thì chúng ta cũng có thể điều trị cho người mẹ. Và đây là trường hợp điều trị dự phòng chứ không phải điều trị bệnh. Như vậy đối với phụ nữ có thai chúng ta phải xác định rõ là có hai trường hợp, một trường hợp điều trị bệnh và một trường hợp là điều trị dự phòng. Nếu điều trị bệnh thì chúng ta sẽ điều trị cả đời cho người bệnh, còn nếu điều trị dự phòng thì chúng ta chỉ điều trị trong một thời gian ngắn thôi, là từ tuần thai thứ 24 cho đến sau sinh 12 tuần. Và trong quá trình điều trị thì chúng ta sẽ phải theo dõi triệu chứng lâm sàng, theo dõi men gan mỗi 4 đến 12 tuần và tải lượng virus viêm gan B trong vòng 24 tuần sau sinh để phát hiện viêm gan B bùng phát. Như vậy việc chúng ta điều trị dự phòng cho người bệnh một thời gian ngắn để điều trị để không lây cho em bé, thì sau khi chúng ta dừng thuốc viêm gan B đấy thì người phụ nữ đấy có thể bị tái phát bùng phát sau khi ngưng thuốc kháng virus. Như vậy là chúng ta sẽ phải theo dõi trong vòng 24 tuần sau sinh để giúp phát hiện cái trường hợp viêm gan B bùng phát này. Vậy con thì khi nào chúng ta sẽ xác định là con có đủ tiêu chuẩn để dừng để có bị lây bệnh từ người mẹ hay không? Chúng ta phải đợi em bé trên 1 tuổi. Chúng ta sẽ xác định em bé có bị viêm gan B không bằng HBsAg và anti-HBs. Anti-HBs để chúng ta đánh giá cái tình trạng miễn dịch của em bé. Còn HBsAg để chúng ta xem em bé có bị lây bệnh từ mẹ hay không. Bởi vì có một cái nghiên cứu ở tiến sĩ của một bác sĩ ở Hải Dương. Bạn ấy đã phát hiện ra 3 trường hợp em bé bị viêm gan B từ mẹ lây sang, mà trong khi đó hồi lúc sinh ra HBsAg âm tính, 6 tháng HBsAg âm tính, nhưng đến khi em bé 1 tuổi thì HBsAg lại dương tính, và lúc đấy em bé được xác định là viêm gan B mạn luôn chứ không phải là viêm gan B cấp. Và đối với những người mẹ mà bị viêm gan B hoặc là đang uống thuốc TDF để điều trị bệnh hoặc điều trị dự phòng thì hoàn toàn có thể nuôi con bằng sữa mẹ được, tức là hoàn toàn có thể cho con bú được. Thế còn điều trị như nào đối với các trường hợp trẻ em? Trẻ em thì chỉ điều trị, Bộ Y tế đưa ra là chỉ điều trị viêm gan B mạn ở trẻ em cần được xem xét cẩn thận và loại trừ các nguyên nhân khác gây tổn thương gan, bao gồm các bệnh gan di truyền, ví dụ như bệnh Wilson. Tức là viêm gan ở trẻ em nó do rất nhiều nguyên nhân. Chúng ta muốn trước khi điều trị viêm gan B mạn ở trẻ em, chúng ta phải loại trừ xem em bé có bị các bệnh viêm gan khác hay không. Và chúng ta không chỉ định điều trị cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, có nghĩa là đối với trẻ em dưới 1 tuổi chúng ta không điều trị. Và khi nào chúng ta điều trị, chúng ta sẽ theo lưu đồ này của Bộ Y tế. Chúng ta sẽ đối với trẻ trên 1 tháng tuổi chúng ta xét nghiệm, mà nếu HBsAg trên 6 tháng thì chúng ta sẽ theo dõi men gan cho em bé ALT. Nếu tăng liên tục trên 1,3 lần thì chúng ta sẽ xem xét tải lượng virus. Và chúng ta cũng phải loại trừ các nguyên nhân viêm gan khác. Có thể nếu được thì chúng ta xin thiết gan. Nếu như em bé đó có tình trạng viêm hoặc sơ hóa gan nhẹ thì chúng ta sẽ xem xét điều trị nếu gia đình của em bé có người bị ung thư gan.
Còn nếu mà em bé bị viêm hoặc sơ hóa gan trên F2 thì chúng ta sẽ có chỉ định điều trị thuốc kháng virus ngay. Các trường hợp khác anh chị sẽ gặp trên lâm sàng, thứ nhất là trường hợp đồng nhiễm viêm gan B và viêm gan C. Đối với tất cả người bệnh mà bị viêm gan B thì chúng ta phải sàng lọc viêm gan C cho người bệnh bằng xét nghiệm anti-HCV. Nếu như người bệnh có anti-HCV dương tính hoặc tải lượng virus viêm gan C trên ngưỡng hoặc có kháng nguyên HCV co thì chúng ta sẽ chuẩn đoán đây là trường hợp bị viêm gan B mạn, và nếu người bệnh có đủ tiêu chuẩn để điều trị viêm gan C thì chúng ta sẽ điều trị cho người bệnh luôn. Chúng ta sẽ điều trị viêm gan C cho người bệnh nếu như người bệnh có anti-HCV và HCV-RN dương tính. Đối với người bệnh mà đồng nhiễm viêm gan C và viêm gan B, nếu đủ tiêu chuẩn điều trị viêm gan C, chúng ta điều trị viêm gan C luôn. Còn nếu đủ tiêu chuẩn điều trị viêm gan B thì chúng ta cũng điều trị viêm gan B luôn. Còn đối với các trường hợp mà không đủ tiêu chuẩn điều trị viêm gan B, không đủ điều trị viêm gan B ấy, mà trong quá trình điều trị viêm gan C thì chúng ta phải theo dõi chặt chẽ. Bởi vì chúng ta biết rằng là cả viêm gan B và viêm gan C là hai virus đều có ái tính với gan và chúng sẽ cạnh tranh với nhau. Thế thì nếu như có cả hai virus đấy thì đôi khi viêm gan C nó sẽ ức chế viêm gan B thường yếu hơn. Nhưng khi chúng ta điều trị khỏi viêm gan C rồi thì viêm gan B lúc đấy nó chỉ còn một mình, nó không có đối thủ nữa. Và sau khi chúng ta điều trị khỏi viêm gan C xong thì người bệnh sẽ bị một đợt bùng phát viêm gan B. Chính vì thế mà sau khi điều trị khỏi viêm gan C xong thì chúng ta lại phải theo dõi rất sát viêm gan B để tránh các trường hợp tái phát viêm gan B sau khi điều trị khỏi viêm gan C. Thế còn đối với trường hợp mà người bệnh đồng nhiễm viêm gan B và HIV thì chúng ta nên điều trị các trường hợp đồng nhiễm viêm gan B HIV thì nên được điều trị thuốc kháng virus HIV, tức là ARV ấy, với phác đồ có TDF hoặc TAF không phụ thuộc số lượng CD4 và giai đoạn lâm sàng nhiễm HIV. Và các anh chị sẽ làm thế nào? Đặc biệt là các bác sĩ ở khoa ung thư hoặc ở những khoa mà ví dụ như là điều trị bệnh nhân lupus bán đảo chẳng hạn, thì trước khi các trường hợp chuẩn bị ghép tạng này, dùng thuốc ức chế miễn dịch này, hóa trị liệu thì chúng ta phải làm các xét nghiệm sàng lọc nhiễm viêm gan B đầy đủ, gồm 3 bộ sàng lọc, đấy là HBSAG, anti-HBS và anti-HBCo. Đối với các trường hợp mà dùng thuốc ức chế miễn dịch hóa trị thì chúng ta sẽ điều trị dự phòng bằng thuốc kháng virus, khởi đầu càng sớm càng tốt, trước 2 tuần hoặc muộn nhất là cùng lúc với các thuốc ức chế miễn dịch hay hóa trị, và tiếp tục duy trì 6 đến 12 tháng tùy từng trường hợp sau khi đã ngừng thuốc ức chế miễn dịch hoặc hóa trị liệu. Và các trường hợp ghép tạng thì chúng ta sẽ dự phòng theo chỉ định của ghép tạng. Như vậy, đối với các trường hợp mà người bệnh chuẩn bị ghép tạng hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch thì chỉ cần người bệnh có HBSAG dương tính hoặc anti-HBCo dương tính thôi là chúng ta sẽ điều trị thuốc kháng virus ngay mà không tuân theo các cái men gan hay là tải lượng virus hay là HBSAG. Và chúng ta sẽ điều trị dự phòng bằng thuốc viêm gan B bằng TDF, TAF hoặc entecavir. Nó vẫn chậm hơn đấy. Đấy, bây giờ nó mới hiện. Đối với các trường hợp đợt bùng phát của viêm gan virus B mạn thì sao? Đấy là những trường hợp mà giống như tôi đã nói ban đầu, đấy là những trường hợp mà HBSAG âm tính nhưng anti-HBCo dương tính. Và sau đó thì người bệnh khi mà bị một bệnh gì đó mà phải dùng thuốc ức chế miễn dịch thì sau một điều trị thuốc hóa chất thì người bệnh có thể sẽ bị bùng phát viêm gan virus B mạn. Thế thì biểu hiện lâm sàng của đợt bùng phát viêm gan virus B mạn rất thay đổi, có thể từ không triệu chứng cho đến có triệu chứng tương tự như một trường hợp viêm gan virus B cấp. Và chẩn đoán đợt bùng phát viêm gan virus B mạn khi mà men gan đột ngột tăng trên 3 lần so với mức ban đầu hoặc tăng trên 5 lần mà không rõ nguyên nhân khác. Trên 5 lần so không do các nguyên nhân khác như rượu thuốc ở người bệnh có HBSAG dương tính. Và các anh chị chú ý là khi mình chuẩn đoán bùng phát của viêm gan B mạn, chúng ta chỉ phần lớn dựa vào men gan, mà tại vì có thể có những trường hợp mà tải lượng virus thậm chí có thể không tăng hoặc thậm chí có thể giảm so với trước. Và đối với đợt bùng phát của viêm gan B mạn thì chúng ta sẽ điều trị thuốc kháng virus ngay, bởi vì nếu chúng ta không điều trị thì người bệnh có thể dẫn đến bệnh gan mất bù và tử vong. Và một số trường hợp người bệnh tăng men gan có thể lên mấy nghìn ấy, và chức năng gan suy thì chúng ta có thể tư vấn cho người bệnh có thể ghép gan. Thế còn đối với đồng nhiễm lao và viêm gan B thì chúng ta xử trí thế nào? Đối với trường hợp người bệnh bị nhiễm lao thì chúng ta phải sàng lọc viêm gan B và viêm gan C trước khi điều trị lao cho người bệnh. Nếu người bệnh đủ tiêu chuẩn điều trị viêm gan B mạn thì chúng ta sẽ điều trị viêm gan virus luôn. Còn nếu người bệnh chưa đủ tiêu chuẩn điều trị viêm gan virus B mạn thì chúng ta theo dõi sát trong quá trình điều trị thuốc lao và chú ý là phân biệt tăng men gan do thuốc lao hay do bùng phát của viêm gan virus B.
Thế còn đối với trường hợp mà người bệnh viêm gan B mạn ở người bệnh suy thận thì như thế nào? Thì chúng ta có thể sử dụng TAF, tức là tenofovir anafelamid, một viên trên ngày mà hầu như chúng ta không cần phải giảm liều, kể cả người bệnh đã chạy thận rồi. Tuy nhiên thì không phải TAF lúc nào người bệnh cũng đủ kinh tế để điều trị. Trong bảo hiểm chúng ta có TDF 300mg hoặc entecavir, thì chúng ta có thể sử dụng cho người bệnh dựa vào cái mức lọc cầu thận cho người bệnh. Thế cái mức lọc cầu thận thì lần trước trong các bài giảng trước thì cũng đã hướng dẫn các anh chị cách tính, hoặc các anh chị có thể lên trang web để các anh chị tính cái mức lọc cầu thận này này. Và ví dụ như tôi lấy ví dụ như nếu người bệnh mà có cái mức lọc cầu thận từ 30 đến 40 ml trên phút thì các anh chị sẽ điều trị cho người bệnh 300mg mỗi 48 giờ đối với cả TDF. Có nghĩa đối với người bệnh mà có chức năng thận có cái mức lọc cầu thận từ 30 đến 49 ml trên phút ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một viên TDF mỗi 2 ngày đúng không ạ? Mỗi 2 ngày. Ví dụ như thế, hoặc đối với người bệnh chạy thận rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một viên mỗi 7 ngày hoặc uống sau 12 giờ mỗi lần chạy thận, ví dụ thế. Thì đây là cái mức giảm liều mà các anh chị trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế 2019 các anh chị thấy nó ở trong phần phụ lục ạ. Thế về thời gian điều trị thì như thế nào? Đối với xơ gan, kể cả xơ gan còn bù hay là mất bù thì chúng ta sẽ điều trị suốt đời. Thế còn đối với trường hợp mà không xơ gan thì chúng ta có thể xem xét ngưng điều trị trong các trường hợp sau. Đối với viêm gan B mạn mà có HbA1c dương tính thì chúng ta có thể ngưng điều trị sau khi đã điều trị thêm 12 tháng đối với trường hợp mà người bệnh có chuyển đổi huyết thanh HbA1c từ dương thành âm và kèm theo là tải lượng virus dưới ngưỡng, hoặc chúng ta sẽ điều trị cho đến khi nào người bệnh mất HbA1c thì thôi. Đối với người bệnh mà có HbA1c âm tính thì chúng ta sẽ ngưng điều trị khi tải lượng virus dưới ngưỡng và người bệnh mất HbA1c. Thế còn đối với trường hợp mà chúng ta không thể đo được tải lượng virus thì chúng ta có thể cân nhắc ngưng thuốc kháng virus nếu như người bệnh mất HbA1c kéo dài ít nhất 12 tháng, và hoặc là cái HBCRAg mà giáo sư Kính đã nói ban đầu ấy, là âm tính thì chúng ta cũng có thể ngừng điều trị cho người bệnh. Và chúng ta chỉ ngưng điều trị khi người bệnh có điều kiện theo dõi định kỳ trong thời gian dài để đánh giá khả năng tái hoạt viêm gan B sau khi ngưng thuốc. Và chúng ta cần phải giải thích và tư vấn cho người bệnh nguy cơ bùng phát viêm gan virus B, bệnh gan mất bù và ung thư gan sau khi ngưng điều trị. Tức là kể cả khi chúng ta đã điều trị cho người bệnh mất HbA1c rồi, người bệnh ngưng điều trị thì người bệnh vẫn có khả năng nguy cơ xảy ra ung thư gan và bệnh gan mất bù sau khi ngưng điều trị. Và chúng ta phải giải thích đấy. Không đến lúc mà người bệnh xảy ra những nguy cơ đấy, người bệnh này lại để có thể quay lại đổi cho bác sĩ là do ngưng thuốc mà người bệnh bị ung thư gan hoặc bệnh gan mất bù. Như vậy đối với bài ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần nhớ những điều sau thôi ạ. Thứ nhất là sàng lọc nhiễm viêm gan B thì chúng ta lên sàng lọc đủ 3 marker HbA1c, anti-HB co và anti-HBs. Và chúng ta cũng phải ghi nhớ cái giá trị thay đổi cắt ở của men gan AST và ALT mà Bộ Y tế đưa ra là nam là 35 và nữ là 25. Và chúng ta đối với bệnh nhân viêm gan B thì chúng ta cần phải đánh giá sơ hóa gan trước điều trị và loại trừ trường hợp các trường đồng nhiễm viêm gan C và HIV. Và thuốc điều trị viêm gan B đầu tay hiện nay là entecavir, tenofovir thì có TAF hoặc TDF. Và các anh chị cố gắng là dự phòng lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con ở các thai phụ. Và đối với trường hợp người bệnh bị viêm gan B dù đang điều trị, chưa điều trị, đang điều trị hay đã điều trị thì chúng ta đều phải chú ý theo dõi và sàng lọc ung thư gan cho người bệnh. Bài trình bày của em đến đây là hết ạ. Em xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của mọi người. Mình nói nhanh quá. Bác xin cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền. Và đến bây giờ thì là thời gian dành cho chúng ta chia sẻ kinh nghiệm cũng như là trao đổi thông tin giữa các bạn đồng nghiệp với chuyên gia và bác sĩ Huyền. Và có những vấn đề gì chúng ta cùng trao đổi thì xin ý kiến từ các đầu câu. Có lẽ thì xin mời nhóm kỹ thuật hướng dẫn cho các anh em vào cái hỏi trong cái inbox xem như thế nào. Anh em nói luôn cái hướng dẫn cho người ta vào. Dạ vâng, thưa quý bác sĩ trên các bệnh viện và phòng khám toàn quốc ạ. Thì tiếp theo sẽ là phần thảo luận do giáo sư Kính chủ trì. Thì các bác sĩ có thể bật mic đặt câu hỏi trực tiếp cho chủ tọa và báo cáo viên, hoặc là có thể nhắn phần câu hỏi vào phần Q&A, tức là phần hỏi đáp ở trong phần mềm Zoom đấy ạ. Thì sẽ có một bộ phận đọc và ghi lại các cái câu hỏi của các bác sĩ ạ. Có lẽ
chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi một, và trong quá trình trao đổi hỏi và trả lời thì các anh các chị có thể tiếp tục đặt câu hỏi trên trang mạng của chúng ta trong phần mềm inbox. Trước hết là bạn Hằng có câu hỏi là bệnh nhân có HPV DNA âm tính và định lượng HBsAg dưới 0,05, HBcAg từ 2,8 đến 3,9 log thì bao nhiêu lâu em phải nằm lại HBcAg RAg lại. Thế thì rất cảm ơn câu hỏi. Phải nói rằng cái sự ra đời của HBcRAg là một trong những cái tiến bộ kỹ thuật mới để chúng ta xem xét đánh giá cái mức độ tồn tại của ccDNA trong tế bào gan. Và theo cái quy định của nhà sản xuất thì nếu như ở dưới ngưỡng phát hiện tức là âm tính ý, thì là dưới 2,8 log, đúng không ạ? Thì những trường hợp ấy chúng ta sẽ ngừng điều trị, đúng không ạ? Và theo dõi 6 tháng một lần đối với tải lượng virus. Thế còn những trường hợp từ 2,8 cho đến 3,9 log thì vấn đề là bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị bằng thuốc kháng virus, nhưng mà sau 6 tháng chúng ta cũng vẫn phải đo lại, đúng không ạ? Thì đây là cái ngưỡng mà nó dễ diễn biến lâu dài và có thể phát triển thành cái xơ gan. Đấy, thì chúng ta cần phải lưu ý. Và những trường hợp như thế này thì nói chung là phải điều trị rất lâu dài và cứ 6 tháng chúng ta làm lại một lần. Đấy. Câu hỏi thứ hai, bạn Hằng vẫn nói là cũng hỏi tiếp là chia sẻ kinh nghiệm về điều trị dự phòng phụ nữ có thai. Nếu dừng ở tuần 12 thì có phải làm lại HBV DNA ở tuần 12 và theo dõi bao theo trị bao lâu? Thì cái này bác sĩ Huyền cũng đã theo dõi rất nhiều phụ nữ có thai. Vâng, thực ra thì trong bộ y tế hướng dẫn bộ y tế là khi mình dừng, tức là khi mình dừng thuốc kháng virus tuần thai thứ 12 thì mình đếm virus lại. Tuy nhiên là trên lâm sàng ấy, thì thực tế thì ở tuần thai thứ 12 khi chúng ta dừng điều trị thì chúng ta cũng không cần phải đếm virus đâu, bởi vì lúc đấy thì virus thường là nó sẽ dưới tác dụng của thuốc kháng virus, nó sẽ thường là nó sẽ rất là thấp hoặc nó dưới ngưỡng, thì trường hợp đấy chúng ta cũng không cần đếm. Tuy nhiên sau khi ngưng thuốc kháng virus một tháng thì chúng ta phải làm lại men gan, và ngưng sau 3 tháng chúng ta phải đếm lại virus, vì ngưng sau một tháng thường là thai phụ sẽ bị tăng men gan ngay, còn tăng virus thì thường phải sau 3 tháng. Thế thì đối với trường hợp mà thai phụ mà sau khi điều trị dự phòng xong, tháng đầu tiên sau khi ngưng thì chúng ta sẽ kiểm tra men gan và chức năng gan, tháng thứ 3 sau khi ngưng thì chúng ta sẽ kiểm tra lại tải lượng virus. Có câu hỏi về cái băn khoăn trong khi xét nghiệm cho bệnh nhân cả HPsAg dương tính và anti-HPs dương tính. Thế thì bác sĩ Huyền cũng đã trả lời, đã trình bày rồi. Bây giờ Huyền nói thêm về vấn đề này. Em cảm ơn thầy. Thực ra đây là trường hợp là người bệnh đã nhiễm virus gan B bởi vì thể hiện là HPsAg dương tính. Thế tại sao người bệnh có anti-HPs? Thế thì đây là người bệnh, trường hợp mà người bệnh người ta nhiễm hai thể, nhiễm virus gan B nhưng ở hai thể dưới típ khác nhau. Và một trường hợp là bệnh nhân có kháng thể anti-HBs, nhưng mà các anh chị phải biết là một số trường hợp viêm gan B, tức là cái cấu trúc của HBsAg nó sẽ gồm có 3 phần là S, BRS1 và BRS2. Và khi cái cấu trúc của cái đoạn S của cái HBsAg nó bị biến đổi bề mặt thì cái anti-HBs mà người bệnh sinh ra sẽ không đủ để chống lại đối với những con viêm gan B mà nó bị biến đổi cái cấu trúc S. Thế thì người bệnh này sẽ bị nhiễm hai viêm gan B, có hai subtype, một subtype một loại thì người bệnh có kháng thể và một loại thì người bệnh bị bệnh. Tức là trường hợp này người bệnh vẫn bị bệnh viêm gan B. Và cái kháng thể này là đối với cả một loại viêm gan B, nhưng mà loại viêm gan B đấy thì người bệnh không mắc mà người bệnh đang bị mắc cái loại mà nó bị đột biến cái cấu trúc F. Tiếp tục điều trị cho bệnh nhân thôi. Các cái tiêu chuẩn để điều trị lại sau trường hợp bùng phát chứ không phải là tái phát trong điều trị, bởi vì anh ấy bỏ thuốc cho nên là nó vẫn cứ tiếp tục diễn biến thôi. Thì cái trường hợp này một ấy là chúng ta phải tư vấn về cái tuân thủ điều trị cho người bệnh, và thứ hai là những cái trường hợp này nếu như đã cắt điều trị rồi đấy, thế thì những trường hợp bùng phát thì nó có hai loại, một loại là bùng phát virus và loại thứ hai là bùng phát viêm gan. Nếu bùng phát virus thì chúng ta chỉ thấy được khi mà chúng ta đo cái HPV DNA nó lại tăng trở lại, đúng không? Trên ngưỡng phát hiện. Đấy, thì những trường hợp ấy lại không có biểu hiện gì mà tâm sàng, bệnh nhân vẫn hoàn toàn cảm thấy bình thường, không thấy tăng men gan, không thấy vàng mắt,
Đấy, thì đấy trường hợp ấy thì chỉ có bùng phát virus thôi, nhưng mà bùng phát virus thì sớm hay muộn nó cũng sẽ dẫn đến những cái tổn thương gan và bệnh nhân có biểu hiện trên lâm sàng. Cho nên chúng ta phát hiện sớm cái bùng phát đấy bằng tải lượng virus thì chúng ta sẽ có cái dấu hiệu tăng tải lượng virus sớm. Đấy, thì những trường hợp này về nguyên tắc thì chúng ta tư vấn và chúng ta bắt đầu lại quay trở lại dùng thuốc cho người bệnh, chứ không có gì khác cả. Và phải luôn luôn tư vấn cho họ cái theo dõi và cái tuân thủ điều trị. Và như vậy thì cứ 6 tháng một lần chúng ta vẫn cứ phải theo dõi HBV DNA và các cái men gan cho bệnh nhân này. Tài liệu thì có lẽ cái này chúng tôi sẽ gửi cho hãng và hãng sẽ tải lên trên trang mạng, và anh em và theo dõi trong Zoom webinar này thì chúng ta sẽ có tài liệu khi tải xuống. Tỷ lệ bùng phát sau khi ngưng thuốc kháng virus là như thế nào? Nghiên cứu tại Việt Nam thì như bác sĩ Huyền cũng đã trình bày, đúng là cái bùng phát virus có nghĩa là khi chúng ta đang điều trị hoặc là đang ngưng được điều trị, hoặc là do bệnh nhân không tuân thủ điều trị mà nó nằm ở trong cái mục gọi là thất bại điều trị đấy, thì là những trường hợp bùng phát là những trường hợp mà cho thuốc nhưng mà tải lượng virus vẫn luôn luôn cao hơn 10 lần so với lại cái ngưỡng mà chúng ta phát hiện ban đầu, đúng là vẫn tiếp tục tăng. Cái trường hợp thứ hai là cái bùng phát có thể xuất hiện mà cho những bệnh nhân điều trị trong một thời gian dài HBsAg vẫn còn dương tính nhưng mà tải lượng virus đã là dưới ngưỡng, nhưng do một cái bối cảnh đặc biệt nào đó thì nó tạo cho cái bùng phát. Ví dụ như là gì, những trường hợp bùng phát thứ nhất là do đồng nhiễm viêm gan B và viêm gan C, mà chúng ta thấy rằng là chúng ta điều trị viêm gan C, bởi vì viêm gan C điều trị hiện nay chỉ có 12 tuần là khỏi, thì lúc đó xong viêm gan C rồi thì không có sự cạnh tranh của viêm gan B và viêm gan C, thì lúc đó viêm gan B sẽ có cơ hội bùng phát, cho nên phải theo dõi ngay lúc đó để chúng ta cho thuốc điều trị viêm gan B. Loại thứ ba tức là bùng phát ở những trường hợp mà gì đã ngưng điều trị rồi, nhưng mà trong một quá trình dài như vậy, có quá trình kích ứng, và vì là cái ccDNA vẫn tiếp tục còn tồn tại ở trong tế bào gan, nhưng mà chúng ta điều trị là do bệnh nhân này mong muốn có thai đấy, phải tạm ngừng điều trị. Thế thì khi bệnh nhân có thai rồi thì bắt đầu chúng ta đo HBV DNA nó lại tăng vọt trở lên. Đấy, thì những trường hợp ấy chúng ta phát hiện sớm thì kết hợp dự phòng điều trị từ mẹ sang con, và sau khi đẻ rồi vẫn cứ tiếp tục cho người mẹ, thì đấy là cái chuyện bình thường. Còn cái loại thứ ba là bùng phát khi mà gì chúng ta không theo dõi được cái ccDNA, mặc dù là HBsAg tải lượng virus dưới ngưỡng, nhưng mà cái HBsAg nó vẫn còn tồn tại rất là kéo dài, bởi vì theo dõi trên thế giới thì nó tự chuyển đổi từ HBsAg dương tính sang thành âm tính, tức là đảo ngược cái tanh ấy, chỉ từ 1-2% mà thôi. Cho nên là hầu như với HBV nhiễm mãn ấy, thì chúng ta phải điều trị lâu dài, đúng không? Gần như suốt đời. Chỉ khi chúng ta làm được HBCRAg mà thấy nó âm tính rồi, có nghĩa là giải trừ được cái ccDNA ở trong tế bào gan, thì những trường hợp ấy chúng ta mới coi như là tạm khỏi, nhưng mà vẫn có nguy cơ bùng phát khi mà xuất hiện sơ hóa, hoặc là khi xuất hiện một cái ung thư ở đâu đó chúng ta điều trị bằng các khóa trị liệu hoặc xạ trị liệu thì nó lại bùng phát trở lại. Thì đấy là những cái bối cảnh mà chúng ta gặp trong bùng phát, đúng không? Rồi một số trường hợp là đang điều trị nhưng không tuân thủ thì đương nhiên là nó lại tăng lượng virus lên thôi. Thế thì trong những bối cảnh ấy đương nhiên là chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi điều trị trở lại, và những trường hợp ấy thì trước chúng ta đang điều trị cái gì có hiệu quả thì chúng ta vẫn tiếp tục thôi, chứ chưa cần phải đổi thuốc, đúng không? Thế thì các chị lưu ý. Và nếu như trường hợp ấy chúng ta phải xem xét xem là có tổn thương gan, tổn thương thận hay không, và nó không nằm trong cái bối cảnh chống chỉ định của TAF ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng TAF là tốt nhất, đúng không? Còn nếu không chúng ta dùng TDF hoặc là Entecavir thì phải xem xét cái mức độ lọc của cầu thận để chúng ta quyết định. Tuy nhiên thì TDF thì ngoài cái tác động với thận thì còn tác động cả với xương nữa. Đấy, thì chúng ta này phải đo canxi trong xương vân vân thì chúng ta có thể điều trị để chỉnh điều cho nó phù hợp. Thế còn trường hợp bé sau sinh trên 7 ngày chưa tiêm ngừa viêm gan B, mẹ bé đang nhiễm viêm gan B thì hẹn tiêm phòng và theo dõi ra sao ạ? Thì riêng trường hợp này phải cho bé đi tiêm phòng ngay lập tức. Về nguyên tắc mà nói thì chúng ta tiêm phòng tốt nhất là ngay trong vòng 24 giờ đầu. Ở Mỹ thì người ta quy định là trong 12 giờ đầu sau sinh. Còn ở chúng ta thì là với bối cảnh trong một ngày vẫn cứ được. Còn để đến 7 ngày thì không hiểu tại làm sao lại không tiêm cho đứa bé này. Vì theo quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam, tất cả các bé đẻ ra dù là ở trạm y tế thì đều có vaccine viêm gan B để tiêm ngay cho bé.
thì cần phải xem xét lại xem tại sao lại không tiêm, hay là bỏ sót hay như thế nào. Nhưng mà về nguyên tắc thì tiêm lại ngay càng sớm càng tốt cho đứa bé này. Tất nhiên là tiêm sau một ngày, tức là sau 24 giờ thì tỷ lệ mà được bảo vệ cho đứa bé sẽ giảm đi gần một nửa so với những trường hợp tiêm ngay. Và vì vậy cho nên là Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là tiêm cố gắng là càng sớm càng tốt trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Còn để muộn thì cái hiệu quả đáp ứng miễn dịch sẽ muộn hơn. Nhất là mẹ đã có và HBsAg dương tính lại cộng với HBeAg dương tính thì tỷ lệ lây viêm gan B sang cho con tới 90%. Và những đứa trẻ này 90% ấy khi đẻ ra đời thì cũng gần như là sẽ diễn biến thành viêm gan B mãn tính. Và vì vậy cho nên những trường hợp này lại không có tiêm globulin miễn dịch, vì vaccine còn quyên tiêm thì chắc là globulin miễn dịch cũng không tiêm nữa, thì cái nguy cơ đứa bé này mắc viêm gan B rất cao. Đấy, cho nên là khi đẻ ra như vậy thì chúng ta cố gắng cũng phải đi tiêm lại, dù là nó còn đáp ứng được bao nhiêu phần thì vẫn tốt bấy nhiêu. Và ke cho đến năm 2 tuổi, nếu như chúng ta đo tải lượng virus cộng với lại các cái biểu hiện của các men gan, được các cái xét nghiệm vân vân, các cái marker của viêm gan B đủ tiêu chuẩn điều trị, thì trên 2 tuổi chúng ta trước đây đấy, chúng ta chỉ có dùng được Entecavir và Pegfilgrastim, nhưng bây giờ Pegfilgrastim thì không dùng nữa bởi vì nó rất nhiều tác dụng phụ. Thế còn nếu không thì phải đợi cho nó đến tận 12 tuổi mới bắt đầu có thể dùng được các thuốc khác. Thì đấy là lưu ý. Còn riêng TEF thì những trường hợp này vẫn chưa dùng được. Đấy, phải trên 12 tuổi. Thì đấy là cái liên quan đến đứa bé. Đấy, và bạn Hoài thì hỏi là đã điều trị thuốc kháng virus, bỏ trị một thời gian, quay lại khám HBsAg dương tính, men gan thì vẫn bình thường và HB dưới ngưỡng, thì sẽ theo dõi thì hay điều trị? Đương nhiên là phải điều trị, vừa theo dõi nhưng mà vẫn phải điều trị, xem là cái mức độ ở đây tốt nhất là bạn làm cho tôi cái HBCRAG. Nếu như HBCRAG âm tính đấy, thì các bạn có thể ngừng và theo dõi tiếp. Còn nếu không làm được đấy, thì ít nhất cũng phải theo dõi trong vòng 3 đến 6 tháng, tức là khi cái men gan nó lại vọt lên thì chúng ta phải lưu ý, hoặc là DB HBV DNA nó tăng lên thì đương nhiên là chúng ta phải điều trị rồi. Và như vậy thì những trường hợp mà đã bỏ trị như thế này sớm muộn cũng sẽ bùng phát virus. Đấy, tôi phải nói rõ như thế cho chúng ta cái tư vấn cho tuân thủ điều trị là rất quan trọng, đúng không ạ? Bạn Lê Viết Nhiệm, anh Nhiệm chắc ở trong Quảng Nam này, đúng không ạ? Vấn đề điều trị dự phòng viêm gan B trong bệnh nhân điều trị ca giáp với phóng xạ iốt 131. Vâng, trường hợp này thì trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế là tất cả những trường hợp này chúng ta phải điều trị luôn, không ngừng, đúng không ạ? Điều trị ngay lập tức. Bạn Nguyễn Thái Sơn, trường hợp chờ ghép tạng có anti HBC total dương tính, anti HBC IgM âm tính hoặc ở ngưỡng thấp, một số âm tính HBsAg, như vậy có xét nghiệm bổ sung gì và có xem xét điều trị trước ghép không? Men gan tăng nhẹ và không quá 2 lần nữa bình thường. Trường hợp này theo nguyên tắc và hướng dẫn của Bộ Y tế, tất cả những trường hợp chuẩn bị ghép ấy mà có HBsAg dương tính chúng ta điều trị luôn, đúng không ạ? Chứ không chờ tất cả các xét nghiệm khác, đúng không ạ? Nếu như chỗ bạn có điều kiện thì nên đến cái tải lượng virus đấy, để cho làm cái basic cho trường hợp này, vì trước đó cũng chưa điều trị gì cả thì chúng ta nên làm cái basic để điều trị xem là nó có xuống được dưới ngưỡng không. Hiện nay thì theo thông thường mà nói thì điều trị trong vòng độ 6 tháng cho đến 12 tháng thì phần lớn các cái tải lượng virus đã xuống dưới ngưỡng rồi. Đấy, và chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi và đo được cái HBCRAG là cái mà hiện nay rất là tốt. Còn trước đây thì chúng ta theo dõi chuyển đổi từ HBsAg dương tính sang âm tính sang dương tính thì nó rất là lâu và tỷ lệ vô cùng thấp. Đấy, cho nên có một vũ khí thứ hai. Thế hiện nay không chỉ riêng Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương mà Bệnh viện Bạch Mai, thế rồi 108 Midic, đúng không ạ? Thế rồi hình như Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu đặt rồi, thì chúng ta đều có thể đếm được ở các cái vùng miền, thành thử ta có thể gửi mẫu để cho xem cái xét nghiệm cái HBCRAG, đúng không ạ? Bạn Tuyến là xin hỏi trường hợp đồng nhiễm viêm gan B và viêm gan D, xét nghiệm mà HDV DNA có phải có tính ổn định nhất trên lâm sàng để chẩn đoán nhiễm HDV hay không, và điều trị đồng nhiễm phù hợp nhất hiện nay là cái gì? Có lẽ Huyền trả lời câu này đi. Thực ra thì cái chuẩn đoán viêm gan D cũng khá là khó. Ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta có thể đếm tải lượng virus viêm gan D bằng cái HDV-RNA,
Tuy nhiên bạn hỏi là có phải có tính ổn định nhất trên lâm sàng hay không, thì đúng là để có khi tôi phải xem lại, bởi vì theo tôi nghĩ thì nó có tính ổn định, bởi vì nếu như virus mà cao thì có nghĩa là người bệnh đồng nhiễm cả hai, còn nếu virus không có thì đương nhiên là người bệnh không có đồng nhiễm gì cả. Nhưng để tôi xem nó phải có tính ổn định nhất không, chắc là bạn muốn nói về cái đối với cái kháng huyết thanh, cái huyết thanh là cái anti HDV IgG hoặc IgM. Thế thì để xem nó có tính ổn định nhất trên lâm sàng hay không thì tôi sẽ phải xem lại một chút. Vâng, tôi sẽ hẹn trả lời sau ạ. Thế còn điều trị đồng nhiễm phù hợp nhất hiện nay là gì? Thì trong các cái hướng dẫn của thế giới thì điều trị đồng nhiễm cả viêm gan B và viêm gan D thì người ta chỉ nói đến cái entecavir và một số phối hợp với một số thuốc kháng virus, ví dụ như là adefovir. Chứ còn hiện nay với các cái thuốc kháng virus thông thường của chúng ta, ví dụ như là entecavir, TDF và TAF thì hầu như không có tác dụng gì với viêm gan D nhiều, mà chủ yếu là phải là entecavir. Thế còn hiện tại thì chúng ta cũng chưa có thuốc gì mới để điều trị đồng nhiễm cả viêm gan D và viêm gan B cả. Vâng. Tôi bổ sung thêm một chút, bởi vì con HDV xuất hiện ấy, là nó sống ký sinh trên cái HBsAg. Cho nên nếu chúng ta điều trị tốt cái viêm gan B, tức là cái HBsA nó giảm xuống kể cả tải lượng và tất cả các thứ, thì cái HDV cũng không còn nhiều chỗ để ký sinh nữa. Cho nên về nguyên tắc thì chúng ta hoặc là dùng pegfilgrastim trước đây, nhưng mà tác dụng phụ rất là nhiều. Cho nên hiện nay thì nguyên tắc và qua cái hội nghị gan mật của châu Âu, thì người ta vẫn nói là cứ điều trị cái HBV đi, thì cái HDV nó cũng giảm, bởi vì hết chỗ ký sinh rồi thì nó cũng không còn chỗ nào để mà nhân lên được nữa, đúng không? Vì nó sống ký sinh toàn bộ vào cái HBsAg, và khi nó ký sinh như vậy thì nó làm cho cái diễn biến thành xơ gan và ung thư gan cao hơn là cái đơn nhiễm HBV. Còn HDV không bao giờ nhiễm độc lập cả, bao giờ nó cũng phải gắn liền với HDV. Thì đấy là cái các bạn cần phải lưu ý. Thế còn cái test của viêm gan D nó ổn định hay không ổn định thì cái này nó lại phụ thuộc hai yếu tố. Một là về lâm sàng, mà chúng ta điều trị tốt viêm gan B thì nó cũng giảm tài lượng của viêm gan D đi. Và cái thứ hai là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cái HDV DNA, RNA. Đấy, thì chúng ta sẽ lưu ý hai cái đó. Đó. Cảm ơn thầy đã trả lời hộ. Vâng, xin mời tiếp tục các bạn cho câu hỏi ạ. À, vừa nãy thì em có thấy có một câu hỏi là bạn ấy hỏi là phân biệt giữa tăng men gan do thuốc lao và phân biệt tăng men gan do viêm gan B. Thế thì đầu tiên thì trước khi điều trị lao thì chúng ta phải kiểm tra tình trạng viêm gan B rồi. Nếu như sau khi điều trị lao xong mà tải lượng virus tăng lên kèm theo tăng men gan thì đấy là tăng men gan do viêm gan B. Còn nếu như mà sau khi điều trị lao xong mà tải lượng virus không tăng mà chỉ có men gan tăng đơn thuần thôi, mà chúng ta có thể chỉnh thuốc lao. Ví dụ như chúng ta có thể bỏ một số thuốc mà nó gây độc cho gan, mà sau khi bỏ xong thì men gan của bệnh nhân giảm thì đấy là tăng men gan do thuốc lao. Đấy. Thế còn nói chung là nó còn phải phụ thuộc rất nhiều vào tình huống cụ thể của từng bệnh nhân thì chúng ta mới có thể thể nói được, nhưng đại để qua là như thế ạ. Vâng. Chị ơi, em có một ca em đầu tiên là làm tải lượng virus là 10 mu 8 ạ. Men gan tăng 2 lần, gấp 2 lần bình thường, có đủ tiêu chuẩn để điều trị rồi ạ. Thì em đi làm tải lượng làm thì em điều trị sau 3 tháng thì em cho làm lại tải lượng một lần, thì sau 3 tháng thì tải lượng virus giảm xuống 10 mũ 4. Nhưng mà sau đấy em cho làm 6 tháng thì vẫn là 10 mũ 4, và 1 năm nữa, 1 năm sau làm lại vẫn là 10 mũ 4. Vâng, có nghĩa thì nó giảm men gan bình thường ạ. Sau đấy đầu tiên là cái tải lượng virus là 10 mũ 8 thì men gan là 120. Sau đấy thì em điều trị thì men gan trở về mức bình thường 20-25. Nhưng mà cái tải lượng virus thì sau 3 tháng thì nó giảm rất là tốt, nhưng mà từ 3 tháng đến 1 năm ấy thì nó hầu như nó không giảm, nó chỉ là 10 mũ 4 thôi ạ. Thì cái trường hợp đấy có được coi là thất bại điều trị, mình có phải hay là đáp ứng một phần mình có thể phải thay đổi không hay là như thế nào ạ? Trường hợp đấy thứ nhất em phải kiểm tra lại cái tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Bệnh nhân hoàn toàn tuân thủ đấy. Thứ nhất là tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Thứ hai là phải xem lại kỹ thuật đếm tải lượng virus. Kỹ thuật đếm nếu như bằng máy Cobas ấy thì là ok. Thì là trường hợp đấy theo đúng như của Bộ Y tế là đến là đáp ứng virus một phần. Tức là sau khi điều trị 1 năm thì tải lượng virus nó vẫn trên 10 mũ 3. Thì là gọi là đáp ứng virus một phần. Tuy nhiên cái ngưỡng an toàn ấy nó phải là dưới 10 mũ 3 cơ. Chứ còn nếu trên 10 mũ 3 thì nguy cơ bệnh nhân sau này bị xơ gan ung thư gan nó vẫn như là bệnh nhân không điều trị.
Thế cho nên là phải xem xét lại, phải xem xét lại và nếu được thì ở trường hợp đấy gọi là đáp ứng virus một phần thôi, và nếu được thì có thể kết hợp thuốc, tức là phối hợp TDF với cả Lamivudin ấy, hoặc là em có thể đổi, hoặc là em thì xem lại chất lượng thuốc. Xem là em có thể đổi sang cái dòng thuốc, không phải đổi dòng. Không phải đổi dòng mà em phải xem lại cái thuốc bệnh nhân là uống là thuốc gì, thuốc Việt Nam hay là thuốc gì, em có thể đổi sang cái chất lượng thuốc tốt hơn. Em theo dõi thêm khoảng 3 đến 6 tháng rồi em lại quyết định. Đấy. Thế còn lại là chị nghĩ là do cái kỹ thuật đếm không chắc có vấn đề. Thường là mọi người hay dùng real-time PCR thì kỹ thuật đếm đôi khi là nó không được ổn định đâu. Thường là phải dùng cái máy của cô bác ấy thì kỹ thuật đếm mới ổn định. Thứ nhất là check lại kỹ thuật đếm virus, thứ hai check lại thuốc. Sau 3 đến 6 tháng mà nếu vẫn còn như thế thì em có thể đổi thuốc cho bệnh nhân. Có thể tăng men gan do viêm gan C hoặc cái gì đấy. Dạ vâng ạ, xin được trả lời câu hỏi của một bạn Tuyến là bệnh nhân nam điều trị viêm gan B mạn 2,5 năm với hai thuốc là TDF và entecavir. Đến tải lượng virus thì âm tính liên tục nhiều lần nhưng mà men gan thì tăng gấp 3 lần so với bình thường đúng không ạ? Thế thì trường hợp này thì khẳng định luôn là người bệnh tăng men gan không phải do viêm gan B, bởi vì tải lượng virus dưới ngưỡng rồi, âm tính rồi. Thế thì bệnh nhân này có men gan tăng, bạn còn nói tiếp này. Bạn cần phải kiểm tra bệnh nhân này tăng men gan do nguyên nhân gì. Thì tăng men gan thì nó do rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như ở đây bạn chưa kiểm tra viêm gan E cho người bệnh này. Người bệnh có đồng nhiễm viêm gan C hay không? Bệnh nhân có bị đồng nhiễm viêm gan A hay không? Người bệnh có bị viêm gan tự miễn hay không? Không, ở đây chỉ có mỗi viêm gan D thôi ạ. Viêm gan E chưa làm này, viêm gan C chưa làm này, viêm gan tự miễn chưa làm này. Rồi người bệnh có bị tăng men gan do thuốc hay không? Người bệnh có uống rượu hay không, đúng không? Và một số trường hợp là bệnh nhân bị tắc sỏi mật ấy, mà một đoạn rất nhỏ thôi, người bệnh cũng có thể tăng men gan. Và lúc đấy thì bạn sẽ phải kiểm tra thêm cái ALP với cả siêu âm. Phải kiểm tra thêm ALP và siêu âm. Bạn đưa ra dữ liệu chưa đủ để chúng ta xem là người bệnh này tăng men gan do gì. Nhưng mà khẳng định luôn là tăng men gan này không phải do viêm gan B, mà do nguyên nhân khác, và bạn phải đi tìm xem tăng men gan là do nguyên nhân gì. Ở đây bạn mới làm viêm gan D thôi, còn viêm gan E này, viêm gan C này, viêm gan A, rồi viêm gan tự miễn, rồi viêm gan do thuốc, rồi viêm gan do rượu, rồi một số trường hợp viêm gan do run sán nữa bạn ấy cũng chưa làm. Bạn đã làm sàn lá gan rồi toxocaracarit cho người bệnh chưa ạ? Viêm gan tự miễn bạn đã làm chưa ạ? Bạn Nguyễn Anh Tuyến ạ, bilirubin không phải là xét nghiệm để chuẩn đoán tắc mật nhá. Các bạn mà đã từng học rồi các bạn biết là bilirubin hoàn toàn không phải xét nghiệm để chuẩn đoán tắc mật. Trong khi chờ đợi bạn Tuyến này đưa đầy đủ các dữ liệu lâm sàng để mà tư vấn thì tôi xin mời Sê Hà sẽ có một chút giới thiệu về các cái thuốc chống viêm gan B mà chủ yếu hiện nay là TAF mà của hãng đang cơ sở sản xuất của Milan cung cấp, thì sẽ cho chúng ta biết để có thể mua cái thuốc này ở đâu. Vâng ạ, xin mời bạn Hà giới thiệu sản phẩm. Dạ vâng, em cảm ơn giáo sư Kính ạ. Thì lời đầu tiên em rất vui mừng ở đây để có thể gửi tới các bác sĩ một số thông tin về hãng dược phẩm Milan và được đại diện ở Việt Nam bởi công ty Relief ạ. Thì hãng dược phẩm Milan thì cũng là cái tên cũng khá quen thuộc với các bác sĩ chuyên ngành truyền nhiễm nói chung và chuyên ngành gan mật nói riêng ạ. Thì hiện nay hãng đã có tới 47 cơ sở sản xuất trên toàn cầu. Trong đó tại Mỹ là có 10 cơ sở sản xuất, tại châu Âu 12 cơ sở sản xuất và một số cơ sở sản xuất khác tại Nhật Bản, Úc và Nam Phi ạ. Và hiện tại với cái danh mục sản phẩm vô cùng là lớn, lên tới hàng nghìn sản phẩm đang được lưu hành và cũng có hàng nghìn sản phẩm đang được nghiên cứu và phát triển để chuẩn bị tung ra thị trường ạ. Với công nghệ khác biệt, mạng lưới sản xuất và danh mục sản phẩm toàn cầu.
Thì hiện nay thì như các anh chị cũng đã biết thì Milan có thế mạnh tập trung về chuyên khoa truyền nhiễm và đặc biệt là cái mạng lưới phân phối của thuốc ở rộng khắp các nước đang phát triển. Và đặc biệt là một số con số đáng chú ý, chẳng hạn là có tới 40% bệnh nhân HIV đang sử dụng thuốc ARV của Milan trên toàn thế giới. Và có trên 60% trẻ em nhiễm HIV trên thế giới cũng được điều trị bởi các thuốc ARV của Milan sản xuất. Và Milan cũng tự hào là nhà máy sản xuất thuốc generic đầu tiên trên toàn thế giới đạt được tiêu chuẩn tiền kiểm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO pre-qualification cho các cái sản phẩm trong điều trị viêm gan C, cụ thể ở đây là sản phẩm Dalbavancin. Và ngoài ra, Milan cũng là đối tác toàn cầu cho TB Alliance cho các cái dòng sản phẩm điều trị lao siêu kháng thuốc, lao đa kháng thuốc ạ. Và Milan cũng được nhượng quyền bởi hãng dược phẩm hàng đầu trên thế giới là hãng Gilead Mỹ trong việc cấp phép sản xuất và phân phối các sản phẩm điều trị viêm gan trên toàn thế giới với công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất. Và cũng nói thêm một số cái sản phẩm viêm gan mà Milan đã đưa đến thị trường Việt Nam như các anh chị cũng khá quen thuộc, chẳng hạn như các sản phẩm điều trị viêm gan C như là Letvir, Myvelpa và sản phẩm điều trị viêm gan B mới nhất là sản phẩm Hepbest với hoạt chất tenofovir alafenamide 25mg ạ. Và không chỉ tập trung vào thế mạnh sản xuất và phân phối trên toàn cầu, Milan cũng thúc đẩy việc cập nhật khoa học trong lĩnh vực điều trị viêm gan virus. Và chúng tôi ở đây cũng đã thành lập ban cố vấn. Ban cố vấn này là tập hợp của các chuyên gia y tế hàng đầu trên thế giới và trong đó có Việt Nam. Từ đó giúp xác định được các nhu cầu thuốc điều trị chưa được đáp ứng và đưa ra các định hướng và định vị các thuốc mới để phát triển. Và đồng thời, ban cố vấn của tập đoàn Milan cũng đưa ra những cái khuyến nghị đồng thuận về việc quản lý điều trị viêm gan siêu vi C, viêm gan siêu vi B và xây dựng nguồn thông tin, phát triển dữ liệu thông qua các cái số đăng ký được cấp phép lưu hành trên thị trường ạ. Thì vừa rồi em cũng đã trình bày xong các cái thông tin chính về hãng dược phẩm Milan và được đại diện ở Việt Nam bởi công ty Relief. Và cuối slide này thì em xin gửi tới các bác sĩ cái mã QR code. Thì cũng rất mong là các bác sĩ có thể sử dụng và quét luôn để chúng ta đăng ký. Và sau cái buổi đào tạo y khoa trực tuyến ngày hôm nay, các bác sĩ có quét mã QR code này thì sẽ được cấp chứng chỉ do Hội truyền nhiễm Việt Nam và giáo sư Kính cấp cho các bác sĩ ạ. Thì em cũng xin hướng dẫn qua về cách sử dụng mã QR code. Thì các bác sĩ có thể dùng điện thoại di động của mình quét trực tiếp trên màn hình ở tại hội trường ngày hôm nay, hoặc là một số bác sĩ khác thì có thể chụp màn hình và vâng sẽ quét qua phần mềm Zalo hoặc là ứng dụng chụp ảnh. Anh Tuyến có một cái ca lâm sàng rất là hay, thế nhưng mà cứ hỏi đến đâu thì lại đưa ra một vài cái tiểu tiết đến đó, thành thử ra là nên tập hợp lại thành một cái bệnh án đầy đủ và sau đó thì chuyển cho bác sĩ Nguyễn Huyền hoặc là trong cái đợt tiếp về cái webinar về viêm gan tiếp theo thì chúng tôi sẽ trả lời cho nó gọi là tư vấn và cùng chia sẻ kinh nghiệm xử lý các trường hợp lâm sàng cho từng ca một thì nó hay hơn, vì khi hỏi đến đâu thì lại cung cấp đến đấy thì nó thành cái bệnh án chưa hoàn chỉnh, đúng không ạ? Thì nên đưa ra một cái bệnh án hoàn chỉnh nhé. Vâng, tiếp theo thì còn các anh chị em nào, các bạn đồng nghiệp nào ở các đầu cầu có câu hỏi trao đổi không ạ? Và chia sẻ thông tin, đúng không ạ? Bởi vì trong những cái webinar về lâm sàng thế này thì phần nhiều là những cái trường hợp mà các bạn vướng mắc trên lâm sàng thì có thể là do cái điều kiện của cơ sở trong cái xét nghiệm nó cũng chưa được đầy đủ như tuyến trung ương. Thì ở đây chúng tôi cũng đã điều trị nhiều nghìn ca, thành thử ra là cái việc theo dõi rồi việc tổng kết và nghiên cứu thì nó cũng có được cái thuận lợi hơn ở chỗ các bạn, thành thử ra là có cái gì mà có thể chia sẻ được thì trên cái trang web này, cái webinar này chúng ta cùng chia sẻ với nhau, với mục tiêu cơ bản nhất là chúng ta nhắm tới việc điều trị làm sao có hiệu quả tốt nhất cho người bệnh mà thôi, đúng không ạ? Trường hợp là bệnh nhân phải đến tiến triển có chỉ định dùng methotrexate trên bệnh nhân viêm gan B đang điều trị bằng TDF, bệnh nhân thường xuyên tăng men gan trên 100 đơn vị quốc tế trên lít và cả ba chỉ số AST, ALT, GGT bình thường, đếm virus thì dưới ngưỡng. Vậy điều trị viêm gan B trong trường hợp này có cần thay đổi gì không? Hay điều trị chính hay điều chỉnh việc điều trị bệnh vẩy nến bằng methotrexate? Như vậy trường hợp này bệnh nhân men gan này bình thường này, tải lượng virus
trên 100 đơn vị. Thế tại sao lại cả 3 chỉ số AST à? Cả trên 100 cả 3 chỉ số. Rồi rồi em hiểu rồi. Như vậy trường hợp này virus viêm gan B dưới ngưỡng như vậy bệnh nhân tăng men gan không phải do viêm gan B mà bệnh nhân này tăng men gan có thể do thuốc hình như methotrexate tăng men gan. Thì bạn nên bạn vẫn điều trị viêm gan B bình thường bằng TDS và bạn điều chỉnh việc điều trị vẩy nến bằng methotrexate ạ. Trường hợp mà bệnh nhân HBS đa dây dương tính chưa điều trị thuốc kháng virus, sau một thời gian HBS đa dây âm tính nhiều lần thì có cần theo dõi tiếp không ạ? Nếu mà bệnh nhân này men gan bình thường, không có sơ gan, không có vấn đề gì thì bệnh nhân này không cần điều trị và chỉ theo dõi tiếp thôi ạ. Rồi ạ, cô đấy em trả lời rồi. Mời bạn Tấn Tài. Bệnh nhân nam 60 tuổi, HBS AZ dương tính, HBE AZ âm tính, men gan bình thường, ALT bình thường, fibroscan F0F1, tải lượng virus từ dưới 2000 đơn vị quốc tế, theo dõi thường xuyên. Em có nên khởi động điều trị NA không? Người nhà không ai bị u gan, xin cảm ơn. Trường hợp này nếu như tiền sử gia đình không có ai bị sơ gan, ung thư gan, bệnh nhân không sơ gan thì theo dõi thôi ạ, chưa cần phải điều trị. Tuổi rồi mà vẫn như thế thì tốt quá nhỉ, nhưng mà cũng có nguy cơ ung thư gan. Thế thì với cái thế hệ máy của fibroscan đầu tiên ấy thì nó chịu ảnh hưởng rất nhiều của các cái yếu tố gọi là bias, một là thành lập dày, thứ hai là các cái trường hợp ấy là có men gan tăng hoặc là có bilirubin tăng thì có ảnh hưởng. Nên từ cái thế hệ mà fibroscan 502 trở đi thì người ta đã khắc chế được dần các cái dấu hiệu đó để nó vào đúng cái gan và nó phát hiện đúng cái gan thôi. Thì, bây giờ cái thế hệ nó lên tới 507 rồi 608 rồi thì thành thực ra là cái hiệu quả của cái máy mới hiện nay rất là tốt. Như vậy nó đã khắc chế được những cái và không mong muốn làm lệch cái bias của fibroscan. Và chính vì như thế cho nên là tổ chức y tế thế giới cũng như là các cái tổ chức gan mật châu Âu và châu Mỹ người ta đều thống nhất là chọn cái fibroscan là cái mà xét nghiệm không xâm nhập thay cho trước đây phải là biopsy hay thì microbiopsy. Thế thì bây giờ người ta đã thay đổi các cái kỹ thuật để mà cắt lớp với các thứ để làm cái siêu âm ấy, thì nó giảm bớt cái tác dụng phụ của cái tác dụng bias của những yếu tố phụ. Cái câu hỏi và bạn Nguyễn Sơn thì bảo là cứ có con bình thường HBAZ âm tính điều trị TAF sau 3 tháng thì HBDDNA âm tính, vậy khi nào có con được? Có luôn được luôn. Có khi nào được quan hệ vợ chồng an toàn không? Thầy bảo vâng ạ, trường hợp này chồng bị viêm gan B HBE dây âm tính điều trị TAF và sau 3 tháng thì tải lượng virus dưới ngưỡng, vậy thì hai vợ chồng bạn hoàn toàn có thể có con bình thường được ạ. Vâng. Còn vợ thì lên đi tiêm phòng viêm gan B, vợ mà có kháng thể thì lúc đấy chúng ta sẽ quan hệ mà không cần dùng bao cao su và để có con ạ. Vâng. Trước hết là phải cảm ơn tất cả các bạn, các đầu cầu đã tham gia cái webinar này. Mặc dù là cái đường truyền có lẽ là theo như tôi được biết thì hơn 500 bạn đăng ký vào cái webinar này và cái Zoom ấy thì nó cũng chỉ đến ngưỡng nhất định thôi, cho nên một số các trường hợp nào hoặc là vào chưa được hoặc là khi vào rồi thì đường truyền đến nhiều account quá cho nên là có một vài cái trục trặc nhất thời đúng không? Và tổ kỹ thuật cũng đã cố gắng để mà khống chế, tuy nhiên thì hy vọng là cứ càng làm thì chúng ta càng học được nhiều kinh nghiệm và những lần sau thì cái kỹ thuật nó phù luyện hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ gắn cả trả lời trực tiếp lẫn cả trên màn hình các bạn hỏi trong inbox. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã trao đổi khá nhiều về các cái thách thức và những cái điều trị thực tế trên lâm sàng với những trường hợp mà thất bại điều trị, thế rồi điều trị dự phòng lây truyền HPV từ mẹ sang con hoặc là đồng nhiễm giữa viêm gan B với D với lại C hoặc là HIV vân vân, và những cái tiêu chuẩn để điều trị cũng như là theo dõi. Đấy, và hy vọng rằng ngày hôm nay thì cũng chắc chắn là với 500 bạn thì cũng chưa phải là đã trả lời được hết, đã đứng theo đúng nhu cầu của các bạn, và chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều các webinar nữa và sẽ có nhiều các chuyên gia cùng phối hợp để mà trình bày hoặc là chia sẻ kinh nghiệm trên lâm sàng. Để cái đó cái rất là tốt, thì tôi đã nói cái webinar này là thuận lợi ở chỗ là chúng ta không cần phải tập trung đông người tại một chỗ mà ở nhiều điểm chúng ta cũng có thể cùng vào được trong cái diễn đàn này để chúng ta trao đổi. Đấy, và chúng tôi cũng đã có cái QR code để cho các bạn có thể quét để chứng tỏ rằng ai là người ngồi đến cuối cùng mới có cái QR code này để mà được cấp chứng chỉ. Thì trong hội trường các bạn đã có QR code rồi thì lấy tên để chúng ta sẽ cấp chứng chỉ này để cho các bạn cũng xác nhận là chúng ta đã tham dự được cái tập huấn này để có cái chứng chỉ SEMI.
Có lẽ thời gian thì cũng đã đến 10 gần 11 rưỡi rồi. Và giờ này thì mọi người đều bị hypoglycemia hết. Nên hỏi thì đều gật đầu cả. Thế nên tôi xin phép có lẽ được kết thúc cái buổi trao đổi webinar ngày hôm nay. Xin cảm ơn My Lăng đã hỗ trợ cho cái buổi webinar này. Cảm ơn tất cả các bạn của Đầu Cầu. Và hy vọng rằng chúng ta có nhiều thời gian và gặp mặt nhau thường xuyên hơn trên web đấy, để thay thế cho cái tụ tập nhiều người và trong thời Covid. Và sắp tới thì có lẽ hội cũng như là viện sẽ phối hợp cái telemedicine từ xa để kết hợp giữa cái webinar này. Và hôm nay thì tôi cũng phải rất buồn để chia sẻ là do cái Covid thành thử ra là việc chuẩn bị cho hội nghị khoa học năm nay đáng nhẽ thông thường đến đầu tháng 9 sẽ làm. Thế nhưng mà do 6 tháng vừa rồi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng như hội tập trung vào phòng chống Covid và các cái báo cáo viên người nước ngoài không biết đến lúc nào Việt Nam mở cửa để cho các máy bay bay sang. Và các hãng thì từ đầu năm bây giờ thì cũng hoạt động thương mại có vẻ rất là chậm, nên thành thử ra là chúng tôi cũng sẽ cố gắng xin postpone hóa lại cho đến năm 2021 thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Và lúc đó thì trong cái hội nghị khoa học thường niên thì chúng ta sẽ có các cái trang web có riêng một cái section về viêm gan virus, và trước cái thềm của khoa học thì chúng ta sẽ có cái CME tiếp, đúng không? Và xin phép được ngừng cái cuộc webinar tại đây. Xin chúc tất cả các anh chị em, các bạn đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác điều trị của mình, và chuẩn bị cái ngày 28 tháng 7 là ngày viêm gan quốc tế, để chúng ta cũng tích cực tham gia vào các hoạt động này, từ vấn đề sàng lọc đến tham gia vào cái quá trình giáo dục, đưa các thông tin tuyên truyền cho người bệnh. Bởi vì thực tế mà nói, chúng ta thấy rằng ước tính khoảng gần 8 triệu người bị viêm gan B ở Việt Nam. Thế nhưng mà cũng chỉ có 43.000 người được tham gia điều trị thôi, nó còn quá thấp. Cho nên là sự tương tác giữa các thầy thuốc và các bệnh nhân, và nếu cả hai cùng hiểu rõ thì chúng ta sẽ kết hợp việc điều trị được tốt hơn và nhanh chóng, kết hợp với chương trình tiêm chủng mở rộng để chúng ta khống chế cái viêm gan virus tại Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn và xin tạm biệt. Hẹn gặp lại. Dạ vâng ạ, thay mặt công ty Relief Milan một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền cùng toàn thể các anh chị em bác sĩ trên toàn quốc ạ. Và cũng rất mong luôn luôn nhận được sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của các bác sĩ cho công ty Relief Milan ạ. Và kính chúc quý bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an ạ. Em xin cảm ơn.